nhìn chằm chằm vào hắn hỏi chuyện của tây môn tình quang ngài có nghe nói không nghiêu hữu đạo do dự nói y làm sao không phải y ở bên phía vô tâm sao có chuyện gì ngoài ý muốn rồi lần này hắn ra ngoài không mang theo cánh vàng truyền tin hơn nữa chuyến đi này bí mật không có liên hệ với những người khác nghe hắn vừa nói như thế quản phương nhi biết hắn còn chưa biết than thở nói tây môn tình không chết rồi y còn giết chết ngọc thương nghiêu hữu đạo và vân cơ đều sửng sốt cho dù là ở trong quan niệm của Vân Cơ, Tây Môn Tình không là một cao thủ lợi hại, trước khi nàng chưa đột phá cảnh giới Nguyên Anh, nàng tự nhận mình không phải là đối thủ của Tây Môn Tình không. Ngọc Thương cũng chết, vẻ mặt của Ngưu Hữu Đạo hơi nghiêm túc, ở trong mắt hắn Tây Môn Tình không không quan trọng bằng tác dụng của Ngọc Thương, cuối cùng nhịn không được truy hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tây Môn Tình không ở chỗ Vô Tâm chưa được bao lâu đã lén rời khỏi Tề Kinh. Là do sứ thần Bách Khoan Nguyên chú ở Tề Kinh, lặng lẽ dẫn đi phỏng chừng là muốn lợi dụng Tây Môn Tình Không, kết quả sau khi ra khỏi thành không bao lâu Bách Khoan Nguyên đã bị Tây Môn Tình Không giết chết. Chuyện này gây ra động tĩnh khá lớn. Sau đó, Tây Môn Tình Không một tay nắm kiếm cưỡi vật cưỡi xông vào trong doanh trại của Tề Quốc. Quản Phương Nghi đem tin tức thu thập gần đây từ đầu đến cuối nói rõ cho Ngưu Hữu Đạo biết, cứ nói đến lúc Tây Môn Tình Không ngã xuống chết mới thôi. Dứt lời, bên trong mật thất yên lặng một hồi, sau một lúc lâu, Ngưu Hữu Đạo hơi lắc đầu, vô cùng xúc động nói: có thể một kiếm phá thiên kiếm phù, đệ nhất cao thủ đan bảng quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn đã vượt qua thiên kiếm phù, biết rõ uy lực của thiên kiếm phù lớn bao nhiêu, bằng tu vi của hắn thêm vào công pháp huyền diệu, chỉ có thể là chặn trên chặn dưới, mỗi lần sau khi chặn qua đều bị thương không nhẹ, nhưng mà Tây Môn Tình không lại có thể một kiếm phá không, một kiếm phá phù chém giết thi phù giả, thực lực này thực sự là làm người ta líu lưỡi. Vân cơ cũng than nhẹ, thiên phú tu hành như vậy, lại xem thường mạng sống bản thân, không khỏi đáng tiếc mà. Như Hữu Đạo cũng tiếc hận nói, có phải người bướng bỉnh như vậy mới có thể tu hành đại pháp được hay không? Chương 1964, xuyên dĩnh và trì thanh lệ một Vân Cơ à lên một tiếng, giải thích thế nào? Như Đạo Hữu nói, ta chỉ là cảm thấy như vậy thôi. Côn Lâm thụ của Thiên Hỏa giáo, vì tìm ta báo thù, vẫn không để ý khuyên can, ở nơi tối tăm không thấy mặt trời bế quan 10 năm, nhìn đi, mấy đời người luyện thành Thiên Hỏa giáo đều không thể luyện thành tuyệt học xa không nói, các ngươi nhìn hầu tử đi, đủ bướng bỉnh chứ, lúc cố chấp ngay cả ta cũng không nghe, mà bộ ngạnh khí công làm thân thể cường tráng kia, không ít người luyện, cũng chỉ có hắn ta luyện thành công thôi. Bây giờ lại lòi ra cái tên Tây môn tình không này, cũng là một kẻ ai khuyên cũng không nghe. Hai, vân cơ đâm chiêu, khẽ vuốt cằm nói cũng có lý, xem ra đạo tu hành ít nhiều cũng có liên quan đến chấp nhất của bản tâm. Quản phương nghi ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng Tây Môn Tình không lại không tốt số như bọn họ, ít nhất Hầu Tử và Côn Lâm Thụ còn có người che chở, Tây Môn Tình không thì sao? Bảo ngươi cứu ngươi cũng không muốn ra tay, như hữu đạo liếc xéo bà ta, đến bây giờ cô còn oán ta sao? Không phải chưa từng cứu y, y chúng độc ở vệ quốc, nếu không phải ta chỉ cách cứu mạng, y đã chết từ lâu. Nhưng y vẫn muốn chạy về, sau đó ta biết người này đã hết cách cứu chữa. Huyền vi vừa chết, không ai cứu được y, lẽ nào quỷ y không cứu y sao? quỷ y cứu y có khác gì với ta cứu y chứ? Nhưng mà cô nhìn đi, kết quả thế nào vẫn muốn đi chịu chết, người như thế ai có thể cứu? Quản phương nghi hơi ai oán nói, nói cho cùng, trong mắt người y vẫn người không đáng để hết tâm tư, nếu người muốn y sống, ta không tin người không có cách nào. Nghiêu hiểu đạo xoay người lại hỏi, Hồng Nương, cô sao thế, một tây môn tình không đến nỗi khiến cho cô oán hận ta như thế chứ? Thiên hạ rất nhiều người khổ, sao cô cứ nhìn chằm chằm tây môn tình không mà sống mái với ta chứ quản phương nghi nói không phải ta sống mái với ngươi chẳng qua ta cảm thấy đàn ông trong thiên hạ không có mấy ai tốt có người như vậy làm nữ nhân đều không hy vọng y chết ít nhất ta cũng hy vọng y sống tốt nghiêu hữu đạo hơi im lặng trong đầu xẹt qua nam thiên vô phương nhìn lại vẻ buồn bã của vị này thuận miệng nói một câu ngươi nghĩ nhiều rồi quản phương nghi lại rũ ra một tờ giấy từ trong tay áo đưa cho hắn đan bảng công bố xếp hạng mới Nhan Bảo Như trở thành đệ nhất cao thủ, đây là tin tức đến từ quách mạn bên kia tự ngươi xem đi. Lời này nghe hơi không đúng, Ngưu Hữu Đạo không biết tin tức gì truyền đến, nhận lấy, sau khi xem xong hắn yên lặng. Lần trước quách mạn không kịp truyền tin, bây giờ có cơ hội truyền tin đến, giải được câu đố danh sách phụ phủ kia. Vấn đề trước đây hắn nghĩ không ra bây giờ đã có câu trả lời. Hắn đoán không sai, vòng tay kia thật sự là trang sức trên người của huyền vi, là vòng tay của Huyền Vi, là thứ trước khi chết nàng ta đã nhờ Quách Mạn giao cho Tây Môn Tình Không. Lúc đầu Quách Mạn muốn tìm cơ hội nhìn xem bên trong vòng tay có bí mật gì, bởi vì cân nhắc Huyền Vi có thể được vô tâm cứu sống, đến lúc đó không giao ra được sợ có phiền phức. Ai biết tình thay đổi đột ngột, Ngọc Thương tự mình tìm tới cửa, dưới tình thế cấp bách, Quách Mạn không kịp kiểm tra kỹ, lúc này mới trực tiếp lấy sạch, giao vòng tay ra. Sở dĩ Huyền Vi giao vòng tay này cho Tây Môn Tình Không huyền vi đã nói là để bảo đảm một mạng cho tây môn tình không xem xong cái này trong lòng như đạo hữu hơi thổn thức đại khái cho hắn đã hiểu ý hồng nương muốn biểu đạt món đồ bảo vệ mạng sống trước khi huyền vi lâm chung để lại cho tây môn tình không lại rơi vào trong tay bên này mà bên này lại không chịu cứu mạng của tây môn tình không thấy vân cơ có ý muốn nhìn Ngưu hữu đạo thuận tay cho nàng ta xem ngược lại nói với hồng nương hồng nương thật ra trong lòng ngươi rõ ràng Chết sống của Tây môn tình không bởi vì ở trên tay có thứ này hay không? Tây môn tình không muốn sống thì thứ này mới có tác dụng. Nếu y không muốn sống, có cho y thêm 10 món 8 món nữa y cũng không sống nổi. Quản phương nghi thất vọng mất mát nói. Ta hiểu rõ, mà kệ huyền vi là sống hay chết, y chỉ muốn ở bên cạnh huyền vi. Nhưng trong lòng ta chính là khó chịu, sao ta không gặp được người đàn ông tốt như vậy chứ? Hai tay nhiều hữu đạo dơ lên đánh giá mình một chút nói. Chẳng lẽ ta không tốt sao? Xì! Si một người bị thiên lôi đánh còn không biết ngại mà so sánh với người khác quản phương nghi lườm hắn một cái quay đầu bước đi gương mặt của nghiêu hữu đạo tối sầm hắn biết mà chỉ cần nói ra việc này thì sẽ trở thành đầu đề câu chuyện của người phụ nữ chết bầm này sau này bà ta sẽ lấy ra nói hắn cả đời vẻ mặt phân cơ có phần đặc sắc mau xoay người rời đi cố gắng hết sức tỏ vẻ thờ ơ rời đi không còn những người khác nơi này yên lặng sau đó nghiêu hữu đạo đi tới trước bàn trang điểm ngồi đối diện với tấm gương Trước đó trầm Phật chi địa không có gương, xóa tóc ra, đối diện với tấm gương nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn mình trong gương, âm thầm thi pháp. Lập tức tóc của hắn như khổng tước xòe đuôi, lại giống như con nhím, lợi dụng giống nhiệt độ được sinh ra từ càn khôn quyết chỉnh tóc, uốn tóc. Nếu muốn kéo tóc cho thẳng theo lý mà nói là có thể được, nếu không kéo thẳng dễ khiến cho người nào đó cười nhạo. Lại không biết sau khi người nào đó nhìn thấy, người nào đó lại kinh ngạc sợ hãi hỏi tại sao tóc của ngươi lại thẳng. Hàng nhạn ba con vật cưới bay ngang trời, trên lưng còn dẫn đầu là trưởng môn thiên nữ giáo chỉ thanh lệ cười nói vui vẻ, đôi mắt như nước mùa thu, nói là nàng đã chặt đứt sắc sục nhưng trong hành động cử chỉ lại toát ra mấy phần quyến rũ. Chỉ vì bên cạnh có người khiến nàng ta tươi cười rạng rỡ chính là vị hôn phu của các chủ băng tuyết các xuyên dính. Ngược lại xuyên dính lại chẳng tỏ vẻ ta đây gì cả, thỉnh thoảng cũng góp thêm vài câu vui đùa, nhưng lại khiến chỉ thanh lệ cười tươi như hoa. Xuyên Dính vẫn là phong độ thanh thoát, đương nhiên chỉ Thanh Lệ không cho là mình thất thố. Nhưng đệ tử điều khiển phi điều phía trước đã mơ hồ cảm thấy thái độ của trưởng môn đã quá mức không rụt rè, đương nhiên có mấy lời chỉ có thể để ở trong lòng suy ngẫm, không dám nói ra. Chỉ Thanh Lệ quả thật chưa ý thức được điều gì, một ít lời nói đơn thuần chỉ là hành vi theo bản năng khi nhìn thấy đàn ông tuấn tú như vậy, theo bản năng muốn biểu hiện sức hấp dẫn nữ tính của mình mà thôi. Đối với Chỉ Thanh Lệ mà nói, hai người gặp gỡ chỉ là ngẫu nhiên nhưng đối với xuyên dĩnh mà nói đó là sắp đặt từ lâu bằng sức mạnh sau lưng hắn ta muốn động tay chân không khó cũng có nghĩa là nếu hắn ta muốn gặp trì thanh lệ là chuyện rất dễ dàng cửa hàng thiên nữ giáo của băng tuyết các bên kia xảy ra chút chuyện ngay lập tức sẽ đưa trì thanh lệ đến sau đó tình cờ gặp được nàng ta một cách rất tự nhiên nói đại mấy câu khách sáo xuyên dĩnh đề cập vừa lúc muốn tới bên nước hàn này giải sầu trì thanh lệ liền vui vẻ tỏ vẻ đồng ý chủ động đi cùng nàng ta nói là đúng lúc cùng đường Điều này đương nhiên không chỉ là bởi vì Xuyên Dĩnh anh Tuấn, mà còn có nguyên nhân là do thân phận của Xuyên Dĩnh, chỉ Thanh Lệ rất muốn kết giao với hắn ta. Trên một đường này, mặc dù hai người chưa trở thành bạn bè, nhưng ý tứ trong lời nói của Xuyên Dĩnh dường như đã xem chỉ Thanh Lệ là bạn bè, khiến cho chỉ Thanh Lệ vui thầm trong bụng. Đột nhiên một cơn gió thổi tới, khiến cho quỹ thích bay của chim cưới xuất hiện hỗn loạn, loài chim vật cưới quỹ, người đứng ở trên hơi lay động. Xuyên Dĩnh duỗi tay, đỡ cánh tay của chỉ Thanh Lệ. Chi trưởng môn, cẩn thận, hai bên tiếp xúc tay chân, có thể cảm nhận được nhiệt độ đối phương, khiến cho tâm hoa của Chi Thanh Lệ đều ngượng ngùng nở ra, dường như lại tìm thấy cảm giác của cô gái nhỏ xinh đẹp. Chương 1965, Xuyên Dĩnh và Chi Thanh Lệ 2. Đàn ông yêu thích phụ nữ xinh đẹp, phụ nữ cũng vậy, rất dễ rung động vì vẻ đẹp trai của đàn ông. Người đàn ông này vừa là mỹ nam tử thiên hạ ít có, lại tao nhã săn sóc như vậy, khiến cho trong lòng Chi Thanh Lệ có cảm giác sung sướng nói không nên lời. Ảo giác trong lúc hoảng hốt có một phần tiếc nuối, tiếc nuối vì mình là trưởng môn thiên nữ giáo, cũng tiếc nuối đối phương cưới các chủ băng tuyết các. Trong lòng mang theo tạp niệm, có điều bề ngoài vẫn là rất rụt rè, từ trong bàn tay đối phương thu lại cánh tay mình. Xuyên dĩnh dường như ý thức được không thích hợp, vội vàng nhận lỗi. Chỉ trưởng môn chớ trách là tại hạ nhất thời lỡ tay, nhất thời thất lễ. Chỉ thanh lệ nhẹ giọng nói, không sao cả, thật sự là không sao cả, nàng ta hoàn toàn không trách đối phương vô lễ. Nhưng phải nói ngược lại, nếu đổi lại là bàn tay xấu xí của người đàn ông nào đó, lại không có thân phận địa vị, nếu đụng vào nàng ta sẽ xúc phạm đến uy nghiêm của trưởng môn thiên nữ giáo, có thể sẽ bị nàng ta một trường đập chết. Hai hàng nữ đệ tử bay cùng, thỉnh thoảng nhìn về phía hai người. Nhìn thấy dáng vẻ này của hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy không quá thoải mái. Cũng không phải bởi vì xuyên dĩnh đụng vào trưởng môn khiến các nàng cảm thấy không thoải mái, mà dáng vẻ làm bộ làm tịch kia của trưởng môn làm các nàng không thoải mái. Có người cảm thấy sầu lo, lo lắng trưởng môn không khống chế được mình mà xảy ra chuyện không nên, đây chính là chồng của các chủ băng tuyết các. Một khi khiến cho các chủ băng tuyết hiểu lầm, vậy thì thiên nữ giáo thật sự là gặp phiền phức lớn rồi. Mà có người vẫn là vì dáng vẻ xuyên dĩnh quá đẹp mà cảm thấy sầu lo, bản tính tranh giành tình nhân của phụ nữ không phải tu hành bình thường thì có thể xóa đi. Đương nhiên có mấy lời đều chỉ có thể để ở trong lòng cũng không dám nói ra. Đường chân trời phía trước mơ hồ xuất hiện thành trì quy mô lớn, xuyên dĩnh hỏi chị trưởng môn phía trước chính là đô thành của nước hàn chứ chị thanh lệ cười nói không sai sao thế xuyên dĩnh tiên sinh chưa từng tới đô thành nước hàn hay sao xuyên dĩnh ngược lại là có đến rồi thế nhưng không có cưỡi chim bay từ trên trời bay tới nói ra không sợ bị ngươi chê cười trước khi quen biết lạc nhi ta chưa bao giờ ngồi trên chim cưỡi trước đây không có điều kiện đó chỉ vội vàng đến lần này có chị trưởng môn cùng đi chắc hẳn ta có thể yên tâm du lịch một phen Trì Thanh Lệ cười nói, xuyên dĩnh tiên sinh nói đùa, cho dù không có ta cùng đi, xuyên dĩnh tiên sinh cũng có thể yên tâm du lịch, ta không tin trong kinh đô nước Hàn này còn có người dám làm khó dễ tiên sinh. Xuyên dĩnh lắc đầu nói, trì trưởng môn mới thực sự là nói đùa, ta nào có mặt mũi lớn như vậy, trong mắt người đời, ta chỉ là tiểu bạch kiểm bám váy đàn bà mà thôi. Hắn ta vừa dứt lời, trên mặt mang theo nụ cười khổ. Trì Thanh Lệ nghiêm mặt nói, tiểu nhân lắm lời, chính là ganh tị với tiên sinh chỉ là một ít lời nói linh tinh tiên sinh đừng xem là thật sau này tiên sinh có rảnh rỗi đến kinh thành cứ việc yên tâm nếu thật sự có người cả gan làm loạn với ngươi ta là người đầu tiên không bỏ qua xuyên dĩnh trêu chọc nói nếu là quốc quân nước hàn thì sao chi thanh lệ xua tay tiên sinh lo xa rồi bệ hạ chính là chi sĩ đọc đủ thứ thi thư lễ nghi sao lại vô lễ đối với tiên sinh được trong lòng lẩm bẩm một câu chỉ sợ nịnh bỡ ngươi còn không kịp chỉ cần ngươi đồng ý Ba con chim cưới bay tới gần Đô Thành, lập tức chim tuần tra vò tới chặn lại, vặn hỏi, thấy đích thân chỉ thanh lệ pháp giá tới, lúc này mới tránh ra cho đi. Bay trên bầu trời Đô Thành, xuyên dĩnh chỉ về tòa cung thành diện tích minh mông nguy nga kia, hơi hưng phấn nói. Hoàng cung nước Hàn, chỉ thanh lệ nghe thấy, trong lòng thật sự hơi buồn cười, người ngay cả thánh địa băng tuyết cũng đã đi qua, đó chắc hẳn là một nơi giống như tiên cảnh mới phải, là nơi biết bao nhiêu người ngóng trông, chỉ là Hoàng cung thì tính là gì chẳng lẽ tiên sinh có hứng thú muốn du lịch hoàng cung lập tức xuyên dĩnh tỏ ra rụt rè nói cũng hơi muốn nhưng không biết có thuận tiện hay không hoàng cung của bảy nước ta đều chỉ là ở bên ngoài tường cung nhìn qua vẫn chưa vào xem bên trong chị thanh lệ cũng có thể hiểu được chuyện này trước đây vị này làm sao có tư cách tiến vào hoàng cung thế là nàng ta bèn cười nói nếu đã đến tiên sinh không ngại vào xem thử lập tức xuyên dĩnh tỏ ra do dự chị trưởng môn chuyện này có thích hợp không sẽ không khiến cho hoàng đế nước Hàn mất hứng chứ. Chỉ thanh lệ phát hiện vị này nói chuyện có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cho rằng địa vị thân phận của đối phương không cần phải có mưu đồ gây rối gì với nàng ta. Nhất thời nàng ta không phản đối còn biểu hiện có mấy phần khoe khoang. Nhiếp chấn đình là hoàng đế nước Hàn không sai, nhưng ngôi vị hoàng đế kia của hắn ta là sau khi ta cho phép mới được lên làm, nếu không thì làm sao tới lượt hắn ta, tiên sinh cứ yên tâm đi. Xuyên dĩnh thử hỏi bên trong hoàng cung này chỉ trưởng môn thật sự có thể làm chủ. trì thanh lệ cười yếu ớt nói, làm chủ thì không dám nói, nhưng nói chuyện thì vẫn có thể. lúc này xuyên dĩnh mới gật đầu, được rồi, vậy ta sẽ cùng trì trưởng môn tiến vào hoàng cung mở mang kiến thức một chút. thế là chim cưỡi sông thẳng tới bầu trời của hoàng cung, sau khi gặp phải chặn đường lại nhanh chóng cho đi. trì thanh lệ đi tới đã kinh động người trong cung, mà xuyên dĩnh đi tới càng kinh động bách xuyên cốc và đệ tử vô thượng cung tỏa trấn hoàng cung hầu như không cần gióng chống khua chiêng tự báo họ tên gì cả, chỉ dựa vào vẻ đẹp trai hiếm có trên thế gian của Xuyên Dĩnh, cộng thêm sự đối đãi khách sáo của Trì Thanh Lệ đã lập tức làm cho Bách Xuyên Cốc và đệ tử của Vô Thượng Cung đoán được thân phận của hắn ta. Hai phái đệ tử nhanh chóng trở lại thông báo, rất nhanh trưởng lão Trình Hồ của Bách Xuyên Cốc và trưởng lão Liêu Bình Đông của Vô Thượng Cung liền vội vã đi tới, mượn cớ chào hỏi Trì Thanh Lệ, hỏi thăm thân phận của Xuyên Dĩnh. Sau khi biết được thân phận thật sự của Xuyên Dĩnh, thì vô cùng khách sáo rất nhanh hoàng đế nước hàn nhiếp chấn đình cũng đã bị kinh động vội vã tới bài kiến vốn là lấy thân phận của nhiếp chấn đình nhìn thấy trưởng môn tam đại phái của nước hàn tuy muốn hành lễ nhưng cũng không cần thất thố vội vã tới như vậy có thể tự nhiên như vậy là bởi vì thân phận của xuyên dĩnh cửu thánh tự mình ngự trị trên toàn bộ thế tục người bên cạnh đương nhiên cũng là phải cao hơn thế tục một cấp theo lệnh của hoàng đế bệ hạ trong cung lập tức phải bày tiệc lớn khoản đãi quý khách vẫn là do xuyên dĩnh liên tục ngăn cản lý do là không muốn quá khoa trương, tiệc nhỏ là được rồi. Hắn ta cố ý như vậy nhiếp chất đình không tiện làm trái, không thể làm gì khác hơn là nghe theo, sai người làm tiệc chuẩn bị tinh xảo một chút. Tiệc nhỏ cũng cần thời gian, nghe nói xuyên dĩnh là đến tham quan Hoàng Cung, lúc này nhiếp chấn đình vội bỏ tất cả mọi chuyện trong tay xuống, sung phong nhận việc cùng đi du lịch. Vốn chỉ thanh lệ muốn nói không cần Hoàng đế và những người khác đi cùng, tự nàng ta có thể đi cùng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy trước mặt mọi người, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào làm như vậy có phần bất tiện. Sau khi đã tham quan sơ qua hoàng cung, lúc dạo đến ngự hoa viên, nhìn chung quanh đột nhiên xuyên dĩnh nói lên một câu. Thì ra trong hoàng cung chỉ có như vậy à, trong lời nói dường như có hơi thất vọng, dường như chỉ là dáng vẻ như vậy mà thôi. Nhiếp chấn đình và người bên cạnh nhìn nhau, chỉ thanh lệ tiếp lời cười nói. Nơi thế tục đương nhiên không sánh bằng tiên cảnh của băng tuyết khác và thánh địa băng tuyết rồi. Xuyên dĩnh thử hỏi. Trước đây thường nghe nói đại nội hoàng cung tập trung các loại kỳ chân dị bảo, chẳng biết có thể để cho xuyên mỗ mở rộng tầm mắt hay không. chương 1966, ép cho mượn Sơn Hà Đỉnh 1. Chỉ thanh lệ cười khổ, lời ấy của tiên sinh sai rồi, so với đồ bên trong thánh địa và băng tuyết các, trong cung nào có bảo vật gì, chỉ đều là đồ bình thường mà thôi. nhiếp chấn đình cũng lên tiếng phụ họa, trường môn nói có lý, không sánh bằng thánh địa và băng tuyết các. Xuyên dĩnh nở nụ cười, ta đã hiểu, là ta mạo muội hiểu cái gì, lời này rõ ràng là hiểu lầm, chỉ thanh lệ vội nói. Nếu tiên sinh không chê vật bình thường chướng mắt, chắc hẳn bệ hạ sẽ không keo kiệt đâu. Nàng ta vừa nói xong đã nhìn về phía nhiếp chấn đình. Nhiếp chấn đình vội nói, đúng vậy, nếu tiên sinh không chê, không ngại đi tới kho chứa bảo vật trong cung nhìn thử. Lập tức xuyên dĩnh tỏ ra vô cùng hứng thú, nhưng lại hỏi thử. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Không sao, không sao. Chấm vô cùng vinh hạnh khi có thể được tiên sinh thưởng thức, xin mời. Nhiếp chấn đình chắp tay lại sau đó đưa tay ra hiệu mời. Được, xuyên dĩnh vui vẻ đáp ứng, mọi người cùng nhau đi qua. Dưới hoàng cung nguy nga có một khoa báu ngầm trong lòng đất, hoàng đế cùng khách quý đích thân tới, cửa lớn của địa cung mở ra. Nhóm người bước vào địa cung, bên ngoài có người canh gác không nói, bên trong cũng có binh lính thay phiên canh gác. Hành lang trong địa cung có rất nhiều cánh cửa, từng tầng mở ra, sau khi bước vào nơi trọng địa cất giữ bảo tàng thật sự, bên trong không có người canh giữ, chỉ có các giá bày các loại kỳ chân dị bảo. Đi vào kho báu, xuyên dĩnh nhìn dưới chân và phát hiện mặt đất được đúc bằng nước đồng, nước thép. Tất cả đều là một ít vài vật tầm thường trên thế gian, so với các vật trong tiên các của thánh địa thì thô sơ xấu xí không chịu nổi. Nhiếp chấn đình vung ngón tay chỉ, có ý mời xem. Xuyên dĩnh cùng ông ta đi xuyên qua bên trong kho bảo vật, phát hiện thật sự đều là mấy vật tầm thường, phần lớn đều vàng bạc tài bảo, vàng đúc nguyên khố, còn lại chính là một vài dụng cụ đựng đồ quý giá, còn có tranh chữ và một ít linh thảo. Sau khi đi dạo bên trong kho báu một lần, Xuyên Dĩnh dừng bước ở trước một bức tranh điêu khắc bằng ngọc với sắc thái sặc sỡ hắn ta, nhìn xung quanh, dường như vô cùng kinh ngạc. Bảo tàng của Hoàng Cung lại chỉ có mấy thứ này thôi sao? Nhiếp chấn Đình rụt rè cười nịnh nọt, có hơi đơn sơ một chút, đã làm cho Xuyên Dĩnh tiên sinh phải chê cười rồi. Chị Thanh Lệ cũng nói, dĩ nhiên là không thể so sánh cùng băng tuyết các xuyên dĩnh khoát tay áo ta không phải có ý xem ảnh một này theo ta thấy bệ hạ chắc hẳn còn có bảo vật không muốn cho ta nhìn thấy đi nhiếp chấn đình thoáng ngẩn người ra thấy trong lời nói của đối phương rõ ràng lộ vẻ không hài lòng vội nói xuyên dĩnh tiên sinh những thứ quý giá trong cung đều được để ở trong này còn lại cũng chỉ là vài thứ trang trí trong các cung mấy thứ kia đều không quý bằng ở đây đương nhiên nếu tiên sinh muốn xem cũng có thể rời bước đi xem một chút xuyên dĩnh lắc đầu ta nói không phải là những vật tầm thường đó. Nhiếp chấn đình nghi ngờ nói, ngoại trừ những thứ này, trong cung thật sự không còn bảo vật gì khác nữa. Xuyên dĩnh cười ha ha, bệ hạ đang khinh thường xuyên dĩnh ta không biết gì sao. Nhiếp chấn đình vội nói, ta nào dám, nào dám, giọng xuyên dĩnh lớn hơn vài phần, thần khí chấn quốc sơn hà đỉnh đâu. Lời này vừa nói ra, một đám người có tư cách vào đây đều im thiên thiết, mọi người ngương ngác nhìn nhau. Nhiếp chấn đình sửng sốt một lúc mới thử hỏi dò lẽ nào tiên sinh muốn xem Sơn Hà Đình? Xuyên dĩnh, bệ hạ nói trong cung không có báu vật gì khác, lẽ nào Sơn Hà Đình cũng không tính là báu vật sao? Chẳng lẽ Sơn Hà Đình cũng được bày trong nay, chỉ là tại hạ mắt vụng về không nhận ra sao? Nếu không bày ở đây, vậy ý định của bệ hạ đã rất rõ ràng rồi. Hoặc là không muốn cho ta nhìn thấy, hoặc là bắt nạt ta không có kiến thức. Nhiếp chấn đình vội vàng xua tay nói, tiên sinh hiểu nhầm rồi, ta tuyệt đối không dám có ý đón tiếp không chu đáo, tuyệt đối không có ý này. Trong khi nói chuyện, ông ta nhìn về phía chỉ thanh lệ nháy mắt. Lúc này chỉ thanh lệ nói giúp vào, xuyên dĩnh thiên sinh, Sơn Hà Đỉnh là thần khí trấn quốc của nước Hàn, thật sự không tiện lấy ra. Vẻ mặt xuyên dĩnh dần dần lạnh đi, không tiện lấy ra thì nói thẳng là không tiện lấy ra, vì sao nói trong cung ngoại trừ những thứ này ra thì không có báu vật nào khác. Vậy không phải bắt nạt ta thiếu hiểu biết thì là gì? Nói ra lời này làm một đám người thấy rất xấu hổ, cũng rất bất an, rõ ràng bọn họ có thể nhìn ra được vị này đã bị chọc giận. Ai dám bắt nạt người của băng tuyết các chứ? Mọi người hình như có thể cảm nhận được thâm ý trong lời nói của hắn ta. Đối phương dường như tưởng nhầm là bọn họ đang giễu cợt hắn ở rể băng tuyết các, thật ra cũng không hiểu gì. Có người thầm trách nhiếp chấn đình không nên nói lời không đúng mực. Nhiếp chấn đình hơi sợ hãi, liên tục xua tay nói. Xuyên dĩnh tiên sinh, hiểu nhầm, thật sự là hiểu nhầm rồi. Sơn Hà đỉnh là ngoại lệ nên không ở được liệt vào trong số các bảo tàng. Xuyên Dĩnh lại nói một câu, vậy không biết bệ hạ có bằng lòng cho Xuyên Dĩnh ta xem một chút không? Chuyện này, lúc này Nhiếp Chấn đỉnh thật không biết phải làm gì cho đúng. Tùy ý lấy ra Sơn Hà đỉnh cho người ta xem thì không thích hợp, không lấy ra cho người này xem cũng không thích hợp, nay bị đối phương lạnh nhìn chằm chằm vào, dưới tình thế khó xử ông ta đành phải nhìn về phía Trì Thanh Lệ. Trong ba phái lớn, vị trưởng môn Thiên Nữ giáo trước mắt này có địa vị cao nhất nên ông ta muốn mời nàng đứng ra quyết định. Chị Thanh Lệ cũng cảm thấy hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn cười gượng nói: "Bệ hạ, nếu Xuyên Dĩnh tiên sinh muốn xem thì để tiên sinh xem. Chỉ xem thôi cũng không có vấn đề gì, không bằng lấy ra cho Xuyên Dĩnh tiên sinh xem đi." Nhiếp Chấn Đình còn có thể nói gì được nữa, chỉ đành cười gượng nói: "Cũng được, tiếp theo." Ông ta chắp tay về phía chị Thanh Lệ. Chị Thanh Lệ ngược lại đưa tay ra nói với Xuyên Dĩnh: "Xuyên tiên sinh" Sơn Hà đỉnh ở trong kho báu mật thất, chỉ có Bệ Hạ biết được phương pháp mở ra, chúng ta không tiện đứng ngoài quan sát, vẫn mong tiên sinh tạm rời bước ra ngoài, để Bệ Hạ mở ra kho báu mật thất. Không có gì, Xuyên dính gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi, một đám người đều tự giác rời đi, Nhiếp Chấn Đình dùng mắt ra hiệu về phía Đại Nội Tổng quản Sương Đức. Sương Đức hiểu ý, cúi người và lui ra sau vài bước rồi cũng ra ngoài. Tuy nhiên, khi đến cửa kho báu, y lại đóng cửa lớn lại, còn tự mình ngăn cản ở ngoài cửa nhìn chằm chằm vào mọi người ở ngoài cửa không cho bất kỳ kẻ nào tới gần bên trong kho báu chỉ còn lại một mình nhiếp chấn đình ông ta buông tiếng thở dài lắc đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ sau đó ông ta tiện tay cầm một cái ấm bạc có khắc hoa văn trên cái giá bên cạnh đi tới ta một vại nước và cúi đầu múc xuống sau khi lấy đầu một ấm nước ông ta đỡ đến ta hai thanh gỗ dựng thẳng ở góc tường phía trên có đặt hai bình thủy tinh trong suốt nhiếp chấn đình chậm rãi rót nước vào trong một bình thủy tinh Đợi cho tới khi mực nước đầy tới đầu một ngọn núi trên bức tranh sơn thủy khác trên bình thì dừng lại. Chỉ thấy mấy thanh gỗ và cả bình thủy tinh bắt đầu chậm rãi lún xuống đến vị trí nhất định liền ngừng lại. Lúc này Nhiếp Chấn Đình mới đi tới ta một ô tường ngầm, thò tay ấn xuống mấy chữ rồi đứng nghe trong vách tường vang lên một tiếng răng rắc khe khẽ. Tấm màn sắt đối diện cửa chính địa cung phát ra những tiếng ầm ầm, rồi mở rộng về hai bên, lộ ra một gian mật thất có bảo quang phát ra. Nhiếp Trấn Đình chạy nhanh về phía trước bình thủy tinh và rót nước trong bình lại trong ấm bạc, sau đó cẩn thận đổi vị trí của hai bình thủy tinh. Lúc này, ông ta mới xoay người trở lại trước vại nước, rót nước về, cầm cái ấm bạc không quay lại chỗ cũ. Chương 1967, ép cho mượn Sơn Hà Đỉnh 2. Cuối cùng đến cửa kho báu và kêu lên, "Sương Đức, mời xuyên dĩnh tiên sinh vào đi." Ong, cửa lớn của kho báu lại mở ra, Sương Đức ở ngoài cửa mời. Nhiếp Trấn Đình cũng ở bên trong cửa đưa tay mời xuyên dĩnh tiên sinh, mời tiên sinh đi theo ta. Mọi người đi vào đều thấy được cửa lớn mật thất đã rộng mở, xuyên dĩnh gật đầu và đi theo ông ta vào trong. Vừa tiến vào mật thất của kho báu, bọn họ phát hiện bảo quang bên trong là do mấy viên dạ minh châu đặt ở hai bên phát ra. Trên đài chính giữa để một cái đỉnh sắt màu đen vuông vắn. Xuyên dĩnh bước nhanh về phía trước, vòng quanh cái bàn và nhìn chầm chầm vào cái đỉnh kia, phát hiện phía trên khắc sơn hà phù chạm trổ với khí thế hùng hồn, có vài phần phong thái của sơn hà đỉnh sau khi xem xong đưa tay ở trên trạm đến một trận phương ngẩng đầu hỏi đây là sơn hà đỉnh sao nhiếp chấn đình nặn ra một nụ cười nói không sai chính là sơn hà đỉnh hai tay xuyên dĩnh vung vẩy một chút ngạc nhiên nói một cái đỉnh vuông nhỏ như vậy lại là sơn hà đỉnh trong truyền thuyết sao Chị thanh lệ cười nói người chưa thấy qua có thể sẽ cảm thấy nó hẳn là rất lớn nhưng trên thực tế chỉ có kích thước như vậy thôi xuyên dĩnh lại dùng hai tay nâng đỉnh lên và gật đầu nhìn cẩn thận, ánh sáng màu đen chấp hiện lại biết rất quan trọng rồi. Mọi người cười gật đầu, xuyên dĩnh ôm đỉnh lật qua lật lại nhìn rồi nói. Theo lời đồn đại, đỉnh này là một trong tám bảo vật được thương tụng lưu lại từ võ triều, có thể được xem là thần khí chấn quốc, nói vậy hẳn có chỗ không tầm thường. Các vị có biết nó không tầm thường ở chỗ nào không? Chỉ thanh lệ nói, thật ra nó chỉ là một cái đỉnh vuông nhỏ thôi. Tám bảo vật vốn lại ở trên tay của mấy vị thánh tôn, các thánh tôn chắc hẳn cũng nhiều lần kiểm tra nhưng không thấy có gì khác thường, nói vậy phần nhiều chỉ mang ý nghĩa tượng trưng thôi. Các nước phân theo lãnh địa võ triều nên cầm tín vật của võ triều làm bằng chứng. Xuyên dĩnh kinh ngạc kêu lên một tiếng, lại lật qua lật lại nhìn, khẽ lắc đầu nói. Theo ta thấy sẽ không có đơn giản như vậy đâu. Chỉ thanh lệ cười hỏi, mong được nghe cao kiến của tiên sinh. Xuyên dĩnh suy nghĩ một lúc, bây giờ ta cũng không nói rõ được, đợi ta mang về cố gắng nghiên cứu xem có thể tìm ra manh mối gì hay không đã. Mọi người lập tức nghẹn lời. Chỉ thanh lệ há hốc mồm nói. Mang, mang về nghiên cứu sao? Xuyên dĩnh ngẩng đầu, hỏi. Không được sao? Nhiếp chấn đình nghẹn họng nhìn chân chối, vội vàng nhìn chỉ thanh lệ và liên tục nháy mắt. Chỉ thanh lệ nuốt nước bọt, vội vàng khuyên can. Xuyên tiên sinh, điều này không thích hợp. Đây là thần khí chấn quốc của nước Hàn, theo quy định của phiếu miểu các. Đây là căn bản lập quốc của nước Hàn, thật sự không tiện để cho người khác đưa đi, vẫn mong tiên sinh thứ lỗi. Xuyên dĩnh Hồ trưởng môn và bệ hạ cứ yên tâm đi, xuyên mỗ chỉ mang về nhìn, sau này tất nhiên sẽ trả lại vật không có chút sức mẻ gì. Thấy hai người vẫn muốn ngăn cản, hắn ta lại ngắt lời nói: "Yên tâm, coi như là ta đại biểu băng tuyết các mượn tạm, lẽ nào các ngươi còn sợ băng tuyết các không giữ lời, mượn đồ không trả sao?" Vẻ mặt Trì Thanh Lệ bối rối: "Xuyên tiên sinh, vật, vật ấy thật sự không thích hợp cho bên ngoài mượn, ta nói thích hợp là thích hợp, cứ quyết định như vậy đi." xuyên dĩnh ném lại một câu rồi cứ như vậy ôm đỉnh nhanh chóng rời đi cũng không để cho đối phương từ chối hắn ta biết làm như vậy có chút vô lý nhưng hắn ta cũng không có cách nào thật sự nghĩ không ra được cách khác để cho nước hàn cho mượn vật ấy nếu mượn theo cách bình thường thì hắn ta không có khả năng mượn được hắn ta cũng bị ép đến mức này rồi nếu không thể mượn được vật ấy hắn ta sẽ không có cách nào chịu nổi hậu quả tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt hắn ta cứ lấy đi sơn hà đỉnh thần khí trấn quốc của nước hàn như vậy sao nhiếp chấn đình hoảng sợ, chỉ thanh lệ cũng bước nhanh đuổi theo xuyên dính. Xuyên tiên sinh, làm như vậy không thích hợp đâu. Xin ngài hãy nghe ta nói một câu, như vậy thật sự không thích hợp đâu. Nếu không để báo lại với phiếu miểu các trước đã, nếu như phiếu miểu các đồng ý, chúng tôi tuyệt đối không nói hai lời, xuyên tiên sinh muốn mang đi xem bao lâu cũng được. Xuyên dĩnh cầm đỉnh, vừa đi vừa nói chuyện, nếu phiếu miểu các truy cứu tới, các ngươi cứ nói là ta đại biểu cho băng tuyết các mượn đi là được có gì cứ trực tiếp đẩy tới trên người ta đi. Một đám người hoang mang bước nhanh theo phía sau xuyên dĩnh, đúng là hận không thể ấn hắn ta xuống, hoặc trực tiếp cướp đồ về. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng suông ai có thể cứng rắn ép vị này chứ. Bị ép không còn cách nào, lại thấy xuyên dĩnh như muốn ra khỏi địa cung, chỉ thanh lệ đột nhiên hô to một tiếng. Xuyên tiên sinh, nếu tiên sinh nhất quyết mượn đồ đi thì chúng ta không dám ngăn cản, nhưng tối thiểu tiên sinh cũng nên lập một chứng từ, chứng minh là tiên sinh đại biểu băng tuyết các mượn đi vật ấy, bằng không sau này lấy gì để chứng minh là tiên sinh mượn đây. Nếu như đồ có vấn đề gì, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nếu tiên sinh không để lại biên lai mượn đồ, chúng ta thực sự khó có thể tuân lệnh, chỉ có thể ngăn cản tiên sinh chờ phiếu miểu các phân phó. Nàng đã nói đến mức như vậy, xuyên dính cũng đành dừng bước, nhìn trì thanh lệ một lúc, cuối cùng gật đầu nói. Được, đối phương đã nói như vậy, đã đành miễn cưỡng nhượng bộ, hắn ta không viết biên nhận thì không cho hắn ta mang đi, hắn cũng chỉ có thể đồng ý thật ra viết biên nhận với hắn có quan trọng không đồ là hắn ta lấy đi mượn đi sơn hà đình có chứng từ hay không cũng phải tính đến trên đầu hắn ta cũng sẽ kinh động tới thánh cảnh bên kia lấy danh nghĩa băng tuyết các mượn sơn hà đình món nợ này cuối cùng sẽ quy cho băng tuyết thánh địa bên kia bây giờ hắn ta chỉ có thể khẩn cầu người phía sau nói giữ lời thật sự chỉ là tạm mượn và sau này sẽ trả lại bằng không chỉ sợ tuyết bà bà bên kia là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho hắn ta nhưng hắn ta không làm lại không được nếu không hai bên đều sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Nghe theo chỉ thị của người phía sau thì ít nhất còn có một đường sống. Viết biên nhận rất đơn giản, giấy và bút mực đều được cầm tới, chứng từ cũng đã lập được, quả thật xác nhận rõ ràng, giao hẹn sẽ trả lại trong vòng một tháng. Về phần trong một tháng có thể trả hay không, trong lòng xuyên dĩnh cũng không nắm chắc, người phía sau có dành cho lợi ích cho cũng không có chỗ dùng. Để lại chứng từ, xuyên dĩnh dùng tấm vải bọc sơn hà đỉnh lại sách đi. Chỉ thanh lệ muốn phái người hộ tống, Kết quả xuyên dĩnh từ chối bảo không cần. Chỉ thanh lệ nhìn theo với vẻ mặt không ngừng thay đổi. Chuyện đã đến nước này, nàng làm sao có thể không biết những biểu hiện trước đó đều là giả dối? Người ta trước đó không biết là cố ý, mục đích thực sự chính là vì sơn hà đỉnh mà tới. Nếu không phải mình thuận theo lời người ta nói ép bên này, khiến cho bên này không có cách nào chống đỡ, đối phương căn bản không có cách nào mượn đỉnh đi như vậy được. Đạo lý rất đơn giản, giống như bọn họ không thể cứng rắn cướp đồ trên tay của xuyên dĩnh vậy. Nếu không lấy cái đỉnh từ trong mật thất bên này ra, xuyên dính cũng không có khả năng cưỡng đoạt. Nghĩ đến mình trước đó xuân tâm nhuộn nhạo, hoa già còn giả vờ xinh tươi, chính nàng cũng thấy hoảng sợ. Nói tóm lại một câu chính là bị trúng kế. Nhìn biên lai mượn đồ trong tay, gương mặt nhiếp chấn đỉnh rất bình tĩnh. Hồ trưởng môn, nếu như đối phương không trả lại sơn hà đỉnh, vậy nước hàn phải làm thế nào? Chỉ thanh lệ than thở, nếu thật sự không trả thì vấn đề cũng không lớn đồ là do con rể của tuyết bà bà lấy danh nghĩa băng tuyết các mượn đi, người của tuyết bà bà đứng ra, chúng ta không dám không cho, đến chỗ nào cũng nói có thể nói lý được. Luận tới căn bản lập quốc của nước Hàn, tuyết bà bà phải gánh vác chuyện này, nếu không sau này băng tuyết thánh địa phái người đứng ra làm gì, thiên hạ sẽ không có người nào tin nữa. chương 1968, Phòng đỉnh Giao tranh Trình hồ trưởng lão của Bách Xuyên Cốc nói, hồ trưởng môn, nàng xác nhận đối phương thật sự là xuyên dĩnh mà không phải người giả mạo chứ, Trì Thanh Lệ, cái này thì ngươi yên tâm, ta gặp hắn ta ở băng tuyết các, có rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Bên cạnh hắn lúc đó còn theo một đám người sở an lâu trưởng quầy của khách sạn Thải Hồng tại băng tuyết các, không giả được đâu. Liêu Bình Đông trưởng lão vô thượng cung trầm giọng nói, vậy hắn cần gì phải cực khổ tự mình qua đây chứ? Đang yên đang lành, nàng cần gì phải dưới hắn tới đây? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì mọi người ai cũng đừng mong được sống tốt lúc này chỉ thanh lệ giải thích nhưng vẫn cố che giấu một vài chuyện ta muốn trêu chọc cho hắn ta tới sao là chính hắn ta muốn tới ta có thể ngăn được à đổi lại là các ngươi ai có thể ngăn cản được chứ nàng cũng không có khả năng nói ra sự thật nên tiếp theo nói sang chuyện khác vì sau này chúng ta phải lập tức báo tin cho phiếu miểu các vô biên các dưới thiên hồ phía trước cửa sổ thủy tinh trong suốt hồ nước xanh lam trên có sắc trời chiếu xuống tạo thành quang cảnh tuyệt đẹp các chủ vô biên các lam minh đứng ở phía trước cửa sổ thủy tinh, giơ tay lên di chuyển ở phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ có một con dao long đang chơi đùa theo dấu tay hắn ta ra hiệu. Một người một dao long cùng di chuyển, sâu bên trong hồ nước ẩn hiện hai cơ thể dao long bơi qua bơi lại đặc biệt kinh người. Tổng quản ban hải đi tới và dâng lên một lá thư. Các chủ, họ thiệu bên kia lại gửi thư tới. lam Minh phất tay ở phía trước cửa sổ lạnh lùng nói. Ta không phải đã nói sẽ không thư từ qua lại với y rồi sao? ban hải do dự một lát nói các chủ sợ rằng ngài nên xem lá thư này làm mình chậm rãi quay đầu liếc nhìn phản ứng của y biết y nói như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân bàn tay giơ phía trước cửa sổ thả xuống tiện tay cầm lấy lá thư hắn ta phát hiện trong thư chỉ có rất ít chữ nhưng mấy chữ này đã khiến đồng tử của hắn ta đột nhiên co lại nội dung trong bức thư là ta biết ngươi là ai vô sau nhiều lần xem kỹ mấy chữ này đổi thành người ngoài xem sẽ không hiểu nhưng hắn ta xem lại hiểu. Xoạt, lá thư bị hắn vò nát trong tay, nghiến răng nói. Chỉ là một kẻ phàm phu tục tử lại dám cản rỡ với ta sao? Ban hải khoanh tay đứng ở bên cạnh, im lặng, trong nước tần, chỗ núi sâu u ám, bên cạnh dòng suối có một nam tử vạm vỡ, tóc dài để xóa vai, cánh tay để trần đang đứng chắp tay, vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Đó chính là ô thường, hắc thạch đứng yên ở bên cạnh chợt ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con phi cầm tòa kỳ hạ xuống, có ba người nhảy xuống, một người trong đó chính là đang cầm túi vải nặng trịch xuyên dính. Trong lòng xuyên dính giật mình khi nhìn thấy ô thường đích thân tới địa điểm gặp mặt, hắn ta sợ hãi bước vội tới, cúi người bái kiến. Tham kiến thánh tôn, hắn ta còn chưa chính thức gặp mặt ô thường, trước đây chỉ mới nhìn thấy từ xa được hai lần. Nhưng người có phong cách bất phàm lại thêm hắc thạch cung kính đứng bên cạnh, vậy còn cần ai phải nói nữa sao? Vì vậy hắn ta có thể liếc mắt đã nhận ra, ô thường đang nhắm mắt, thờ ơ mái tóc dài thỉnh thoảng bị gió núi thổi bay lên gương mặt sắc cạnh hắc thạch liếc nhìn túi vải trong tay xuyên dĩnh hỏi đồ đã lấy được thuận lợi chưa xuyên dĩnh vội nói may mắn không làm nhục sứ mạng hắc thạch lập tức giơ tay nhận lấy túi vải một tay nâng lên một tay mở ra để lộ ra cái đỉnh đen kia sau khi quan sát y xoay người đối mặt với ô thường thánh tôn chắc đúng là vật kia lúc này ô thường mới mở mắt ra xoay người ôm lấy tai đỉnh và cầm nó ở trong tay ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xuyên dĩnh làm hắn ta hãi hùng khiếp vía ô thường lật cái đỉnh trong tay nhìn nói xuyên dĩnh lần này ngươi làm không tệ xuyên dĩnh vội nói đây đều là chức trách của thuộc hạ nghe đối phương chính miệng đọc tên của mình hắn ta cũng không biết có nên vui mừng hay không ô thường không nói nữa lúc này hắc thạch hỏi kỹ quá trình nguyện đỉnh xuyên dĩnh nói ra tường tận cũng không dám che giấu ai biết được trong hoàng cung nước Hàn có thể có người bên này hay không chứ. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Hắc Thạch mới xua tay nói, "Các ngươi lùi xuống trước đi." Đợi sau khi ba người lùi lại, Hắc Thạch xoay người nói, "Thánh Tôn, xuyên dĩnh trở lại, sợ rằng sẽ phải bị chất vấn." Ô Thường, "Vậy thì tạm thời không cần về, tránh một thời gian. Đợi ta trở về lại nói sau." Hắc Thạch không biết tới khi nào thì Thánh Tôn có thể trở về được. Ô Thường tạm thời còn không thể xác định được tình huống bên kia chưa biết ngày về hắc thạch xuyên dĩnh cùng nước hàn xác định chỉ mượn trong một tháng nếu như quá hạn chậm chạp không trả đỉnh xuyên dĩnh mãi không xuất hiện cho dù sau này có về băng tuyết các chỉ sợ cũng rất khó khăn thoát thân thánh tôn có thể xếp như vậy một người bên phía lão yêu bà cũng không dễ dàng gì ô thường có muốn trả đỉnh hay không thì phải đợi ta xem qua tình huống bên kia thế nào mới có thể xác định được hắc thạch thoáng kinh sợ nếu không trả Sợ là sẽ lớn chuyện mất. Ô Thường, nếu lớn chuyện thì thế nào? Đó là đồ do người của lão yêu bà mượn đi, có liên quan gì đến ta? Hắc Thạch ngẩn người rồi bất chợt hiểu rõ, nếu như không trả đỉnh, cũng chứng minh cái đỉnh kia có tác dụng lớn hơn xuyên dính. Không trả đỉnh thì hắn ta cũng sẽ không cần thiết sống sót ở trên thế gian này nữa. Phù, trên mặt đất có một cái túi lớn màu đen bám vào trong tay của Ô Thường, miệng túi thuận lợi chứa vừa cái đỉnh. Gã ngẩng đầu nhìn trời, mái tóc dài không gió đột nhiên lay động. Vù, ô thường đã hóa thành ảo ảnh bắn về phía trời cao. Hắc thạch ở phía dưới chắp tay nhìn theo. Trên bầu trời, không tới một khắc đã có một con phi cầm tỏa kỵ khác bay nhanh qua. Sau khi đến giải đất ranh giới của vô biên sa mạc, ô thường di chuyển trên không trung, quan sát địa hình bên dưới một lúc mới chọn một vùng núi hoang vắng, vù một tiếng đã rơi vào trong sa mạc. Ô thường lạnh lùng nhìn bốn phía xung quanh rồi mở cái túi lớn màu đen trong tay, lấy ra thôn thiên hoàn và sơn hà đình còn túi lớn màu đen lại khoác ở trên lưng một tay hắn cầm đỉnh một tay cầm vòng sải bước đi lên một cồn cát và nhìn ra phía xa gã lại gối đầu nhìn vòng và đỉnh trong tay đột nhiên hai tay đập mạnh cong tiếng va chạm nặng nề chói tai vang lên trong đó lộ ra một vài âm thanh kỳ lạ âm thanh này vừa vang lên hình như sinh ra liên hệ kỳ diệu nào đó với bãi cát trong cát mơ hồ có tiếng chấn động xuất hiện ô thường tập trung tinh thần phân tích rõ nguyên nhân rất nhanh đã hiểu rõ cái vòng và cái đỉnh va chạm vào nhau đã phát ra âm thanh kỳ quái, phát sinh cộng hưởng với các hạt cát trong sa mạc. Ánh mắt gã bỗng nhìn về phía trước, mấy con bò cạp đột nhiên phá đất bay ra. Tiếng cộng hưởng kỳ quái này hình như khiến bò cạp ở trong cát cũng không sống được, có cảm giác như chúng đang hoảng hốt, liều mạng bò ra ngoài để chạy thục mạng vậy. Cũng bởi vậy, Ô Thường xác nhận, khi cái đỉnh và cái vòng va chạm vào nhau quả nhiên có tác dụng đặc biệt. Trước đây không ngờ không ai phát hiện ra, nhưng điều này cũng có thể hiểu được. Cho dù trước đây có mấy thánh lấy được thứ này, ai có thể nghĩ đến chuyện cầm cái đỉnh và cái vòng tới vô biên sa mạc để thử nghiệm chứ? Người chưa từng xem qua ma điển, căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện này được. "Con, con, con, nhìn thấy manh mối không sai." Lúc này hai tay Ô Thường liên tục đập vào nhau. Kết quả gã phát hiện sau khi công kích liên tục xuống, phản ứng cộng hưởng đối với sa mạc hình như có thể truyền lại xa hơn. Phóng tầm mắt nhìn ra, bò cặp ngủ trong sa mạc bò ra ngoài chạy thuộc mạng cũng càng nhiều hơn chương 1969, vật tiếp dẫn một Hắn không ngừng gõ, giờ phút chú ý tới phản ứng trong sa mạc, trong lòng âm thầm phỏng đoán không biết vật tiếp dẫn rốt cuộc là vật gì. Ngay từ lúc đầu, gã nghi ngờ là bò cạp trong sa mạc, giống như phản ứng của Ngưu hữu đạo lúc đó vậy. Bên trong sa mạc này, ngoại trừ bò cạp còn có thể có thứ gì khác sao? Gã có thể thấy được đến bò cạp cũng không chịu nổi âm thanh này, sau khi nghe được lại có phản ứng chạy thục mạng, điều này khiến gã nghi ngờ phán đoán của mình sau nhiều lần gõ dần dần trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy ngay cả bò cạp chạy thuộc mạng cũng không thấy được xung quanh không có chút phản ứng nào trong lòng gã lại càng nghi ngờ hơn chẳng lẽ ma điển đã bị ai động tay động chân rồi hay là không thể đứng ở một chỗ để gõ phải không ngừng thay đổi vị trí sao bất kể là tình huống gì nếu gã đã tới thì nhất định phải làm kiểm tra toàn diện dù sao sa mạc rộng lớn như vậy lúc nào có thể gọi được vật tiếp dẫn ra thì còn không biết đâu sau khi chuẩn bị bỏ một ngày thử xem sau đó lại đi khắp sa mạc một lượt sau khoảng gần nửa ngày ban đêm phía sau đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một nam một nữ năng lực nhận biết của ô thường không tầm thường hai người vừa xuất hiện thì ô thường lập tức quay đầu nhìn lại đồ trên tay vẫn đánh không ngừng đôi nam nữ trẻ tuổi vừa chỉ trở vừa nói chuyện với nhau một lúc sau đó cùng bay vút xuống cồn cát gần đó nữ tử hò hét nói này to con người đang làm gì thế tiếng gõ ngừng lại Ô thường chậm rãi xoay người, nhìn chầm chầm vào hai người này, đồ trên hai tay phát sáng và phát ra giọng nói hùng hậu hỏi. Các người tới tiếp dẫn sao? Tiếp dẫn, hai người nam nữ trẻ tuổi nhìn lẫn nhau, hoàn toàn không nghe hiểu lời nói kia có ý gì, nữ tử kia quát lên. Người nói cái gì? Ô thường lấy ra đồ vật, bỗng nhiên hai tay gõ xuống, đông vang lên một tiếng huyết dài. Tiếng vang không dễ nghe, cộng thêm hành vi của đối phương, hai người kia nhịn không được nhíu mày lại. Đối phương cố ý đánh về phía bên này, nhìn thế nào cũng thấy như đang gây chuyện dáng vẻ của nữ tử kia không tệ da thịt trắng nón lại có thêm mấy phần ngạo kiều thấy ô thường tóc tai bù xù để trần hai cánh tay giống như kẻ tán tu lang thang nên nàng quát lớn da hỏa lỗ máng đừng lắm chuyện ta hỏi ngươi đang làm gì ngươi không nghe thấy sao thấy nữ tử kia nói những lời kiêu ngạo nam tử ở bên cạnh hơi bất an nhẹ nhàng lôi ống tay áo của nàng lại nhỏ giọng nhắc nhở sư muội ở bên ngoài không giống như trong tông môn muội chú ý một chút, đừng tùy tiện trêu chọc người ngoài. Nữ tử kia quay đầu chừng mắt nhìn, là do hắn gây sự với chúng ta, sao lại biến thành ta trêu chọc hắn chứ? Sư huynh, vì sao huynh lại nhát gan phiền phức như vậy? Nam tử bị nàng nói như thế nên rất xấu hổ, nhưng vẫn nhỏ giọng khuyên bảo. Sư muội, mặc dù nhìn người này hơi lỗ máng, nhưng khí thế lại bất phàm, không giống người bình thường, không biết sâu cạn thế nào, muội cẩn thận một chút. Trưởng môn để ta hộ tống sư muội đến vô biên các, lỡ may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không có cách nào bàn giao được. Được rồi, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, đi thôi. Nữ tử kia tức giận nói, không cần người phải bàn giao, kinh thiên tông tạo uy chấn Bạch Châu, người trong thiên hạ không ai không cho mấy phần mặt mũi, thân là đệ tử đi ra ngoài làm việc, đại biểu cho mặt mũi của tông môn, sao lại để cho người ta khiêu khích. Ngụ ý, ta không nhát gan sợ phiền phức như người. Sau đó chỉ về phía ô thường, to con, vì sao ta hỏi không trả lời. Ô Thường vẫn đang nhìn phản ứng của hai người, nghe được tên Kình Thiên tông của Bạch Châu Hàn Quốc xong, đã biết chính mình hiểu nhầm, nhưng vẫn xác nhận lại lần nữa. Các ngươi không phải đến để tiếp dẫn." Nữ tử kia quát lên, "Tiếp dẫn cái gì? Ngươi là người phương nào, có giỏi thì nói tên ra." Xác nhận xong, không phải là người đến tiếp dẫn, Ô Thường lập tức không quan tâm đến bọn họ nữa, quay đầu đi vào chỗ sâu trong sa mạc, hai tay lần nữa đánh ra. "Đông, đông, đông!" không ngừng có tiếng đánh phát ra tiếng vang rất khó nghe và chói tai nam tử trẻ tuổi kia nhìn quanh bốn phía chú ý đến dấu hiệu cộng minh trong sa mạc nữ tử trẻ tuổi bị đối phương khinh thường chọc giận thân là nữ nhi của trưởng môn kình thiên tông hơn nữa có vẻ bề ngoài không tệ bình thường đều được người ta nhường nhịn không bị khinh thường như vậy bao giờ nàng ta quát to cuồng đồ to gan còn chưa dứt lời đỉnh vòng trong tay ô thường đã đánh đến một kích đông một tiếng vang vọng làm người ta rung động sợ vỡ mật chấn cho màng nhĩ ong ong tâm thần hỗn loạn máu tươi trào lên ngực kích thích cho mặt hai người đỏ lên hơn nữa một cỗ khí thế bàng bạc từ trên người ô thường phát ra hùng hồn bức người sắc mặt của nam tử trẻ tuổi thay đổi hẳn ý thức được gì đó trong mắt nữ tử cũng hiện lên sự kinh hãi khí thế cường đại như vậy dù là thái thượng trưởng lão của kình thiên tông giận dữ cũng không sánh bằng được có thể nghĩ ra tu vi của đối phương rồi đấy nữ tử kia run run nói ngươi là người phương nào khuôn mặt ô thường không hề thay đổi vẫn làm việc của mình khinh thường phản ứng lại ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho kình thiên tông cái gì trong mắt hắn chẳng là cái gì cả nam tử kia tranh thủ thời gian kéo ống tay áo của nữ tử nói nhỏ sư muội chúng ta không thể trêu vào người này được đi mau lúc này nữ tử kia không tùy hứng nữa khẩn trương gật nhẹ đầu hai người cùng nhau nhảy lên muốn rời đi nhưng cả hai phát hiện mình không bay lên được chỉ vọt được khoảng một thước là ngừng lại rồi hai người cúi đầu xem, phát hiện dưới chân bị hai bàn tay to túm chặt, giống như bị hai con mãng xả lớn cuốn lấy. Cát vàng như biến thành mấy dây leo khô già, cuốn lấy chân bọn họ, hai người dùng hết pháp lực trong người cũng không thể thoát được. Đông, hai tay ô thường dùng sức gõ, mấy dây cát vàng bỗng nhiên dùng lực, kéo hai người về trong cát. Sư huynh, chân ta đau quá, nữ tử hoảng sợ thét lên, bởi vì nàng ta phát hiện dù mình làm thế nào cũng không thể thoát khỏi mặt đất, đó mới là điều làm cho nàng hoảng sợ nhất. Phịch, nam tử kia rút kiếm ra, liên tục chém xuống nứt cát dưới chân, nhưng hoàn toàn không làm được gì cả, vẫn khó có thể thoát được. Hai người càng hoảng sợ hơn, bọn họ có thể cảm giác được, tu vi của hắn tử quái gì kia quá cường đại, cường đại đến mức bọn họ khó có thể tin nổi. Trong tiếng vang thùng thùng, cát vàng bắt đầu men theo hai chân của bọn họ từ từ lan tràn lên phía trên. Sư huynh, sư huynh, nữ tử kia không ngừng thét lên, nam tử lập tức hét lớn với ô thường, tiền bối, nếu chúng ta trước đó có chỗ vô lễ mong rằng tiền bối đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân như chúng ta, xin tiền bối dơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một con ngựa. Còn chưa nói xong, đã không thể lên tiếng nữa, nữ tử kia cũng không thể hét lên, cát vàng đã chặn miệng hai người lại, chui vào trong miệng, chui vào trong lỗ mũi, chui thẳng vào lỗ tai bọn họ. Hai người không muốn, nhưng lại không thể chống lại, khắp khuôn mặt đều có sự thống khổ. Dưới sự xâm nhập của cát vàng, hai người run rẩy bành trướng lên, nhanh chóng nở lớn như trái bóng, sau đó nổ tung trong nháy mắt cát vàng nổ tung, máu tươi tung tóe, xương cốt bay loạn, hai chiếc đầu lâu còn chưa khô máu phóng thẳng lên trời rồi đập xuống mặt đất. Mùi máu tươi phiêu đáng trong gió, ô thường vẫn bình thường như không có gì xảy ra, đỉnh vòng trong tay cũng đánh thùng thùng không ngừng. Nhìn kìa, trong màn đêm, trên không trung ở xa mà có ba người đang phi hành, bỗng nhiên một người chỉ về phía xa, dưới ánh trăng có một con quái vật khổng lồ chui ra từ lòng đất cát, lao vụt về phía trước. Ba người nhảy lên một cồn cát cao nhìn qua, một người kinh ngạc nói chương 1970, vật tiếp dẫn hai Là hạt hoàng, người còn lại nói, chắc các người cũng nghe đến chuyện của thánh tử ma giáo rồi, hình như vô song thánh tôn đang tìm hạt hoàng, nếu chúng ta có thể tìm ra, để cho tông môn báo cáo cho phiêu miểu các, chắc chắn sẽ lập được công lớn. Đi, hét to một tiếng, ba người lách mình bay lên lần nữa, đuổi theo phía sau hạt hoàng. Nhưng không lâu sau khi đuổi kịp, bọn hát có hát nghe được tiếng thùng thùng quái dị vang lên từ trong sa mạc, thấy được dưới ánh trăng phía trước, nơi hạt hoàng đang phóng đi có một người đứng trên cồn cát hạt hoàng ù ù chạy đến làm cho ô thường ngừng lại hai tay đánh ánh mắt trầm lãnh nhìn chằm chằm vào nó vì sao hạt hoàng lại chạy về phía hắn trước đó không hề có chuyện này gần như không cần suy nghĩ nhiều hắn đã đoán ra đó là do chiếc đỉnh vòng trong tay mình nói cách khác hạt hoàng là do chiếc đỉnh vòng này đưa đến ánh mắt của ô thường liên tục chớp chẳng lẽ vật tiếp dẫn gì đó thật ra là hạt hoàng hắn muốn nhìn phản ứng của hạt hoàng ai ngờ hạt hoàng không thèm phản ứng điên cuồng dùng càng cua nhào lên đập đến hắn hai tiếng va chạm ô thường giơ đỉnh vòng lên cao hung mãnh đánh một kích lên chiếc càng lớn dưới chân hãm xuống mấy phần hạt hoàng phát hiện không nện chết được tên này thân hình khổng lồ của nó ầm ầm đánh về phía trước muốn nghiền ép người trước mặt đối mặt với cơ thể to lớn như ngọn núi khổng lồ đè xuống ô thường lật bàn tay lại thôn thiên vòng đeo vào khuỷu tay dùng một tay trưởng lên bụng hạt hoàng giơ tay nhấc nó lên cơ thể hạt hoàng như núi nhỏ bị bốc lên, mấy đốt chân đạp loạn trên mặt đất, phần lưng bị nện xuống đất, khó lật lại được, cái đuôi to cố gắng lật lên trên đất cát, sau đó ù ù nhào về phía ô thường. Nó ăn thua thiệt một lần, bị dậy dỗ, nên dùng cái đuôi như kim châm đâm mạnh về phía ô thường. Con, ô thường dơ sơn hà đỉnh trong tay lên, miệng đỉnh chụp chúng đuôi gai, vừa vặn ngăn trở. Hạt hoàng lúc lắc cái đuôi, rõ ràng muốn dùng sức phân cao thấp với ô thường. Cách đó không xa, ba người nhảy xuống trên cát vàng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này càng xem càng cảm thấy kinh hãi bọn họ không biết ô thường là ai vậy mà dưới công kích cuồng bạo của con quái vật khổng lồ hạt hoàng người này lại không lùi lại nửa bước hắn thong dong đứng yên cảnh giới kim đan có thể làm được điều này sao ô thường chiến đầu rằng co với hạt hoàng cũng cảm thấy kỳ lạ nếu như hạt hoàng là vật tiếp dẫn vì sao nó lại đến công kích chứ những sa hạt khác nghe được tiếng vang của chiếc đỉnh vòng thì đều chạy trôi chết nhưng vì sao hạt hoàng lại chạy đến liều mạng hắn gần như cảm giác được nguyên nhân có lẽ hắn xâm phạm vào phạm vi lãnh địa của sa hạt mà đám sa hạt kia e ngại âm thanh này nên dẫn đến đại lão có thực lực cường đại ra mặt đuổi kẻ quấy nhiễu là hắn hắn đoán không sai hoàn cảnh sinh sống của sa hạt nhỏ bị uy hiếp nghiêm trọng hạt hoàng đến đây để tiêu diệt mối uy hiếp này cũng bởi vì nghĩ đến điều này có một số việc không khó đoán ra nếu như hạt hoàng thật sự là vật tiếp dẫn vậy có nghĩa là đánh đỉnh vòng có thể gọi hạt hoàng đến đây nhưng hạt hoàng lại không bị khống chế là sao nếu dùng vũ lực khống chế thì chưa chắc hạt hoàng đã chịu nghe lời bởi vì hai bên không có cách nào giao lưu nếu ma điển đã nói về tác dụng của đỉnh vòng vậy thì vấn đề quan trọng nhất sẽ nằm trên chiếc đỉnh vòng này trong đầu hiện lên những suy nghĩ này bỗng nhiên ô thường nhảy lên hất đuôi bỏ cạp ra hạt hoàng cũng không bỏ qua cơ hội này quay người lại muốn tấn công lần nữa đông hai tay ô thường thi pháp đánh ra một kích làm cho chiếc vòng phát ra tiếng một ngạt to lớn Ba người ở trên cồn cát gần đó nhìn lén lập tức khó chịu, máu tươi trong người sôi lên. Hạt hoàng đang dùng đuôi bỏ cặp tấn công thì bị âm thanh này kích thích tạo ra tiếng chi chi, hình như không chịu nổi, nó bị kích thích đến mức liên tục lui về sau. Thấy có tác dụng, hạt hoàng không phải là không sợ loại âm thanh này. Đông, 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 ô thường liên tục đánh ra. Hạt hoàng bị âm thanh kích thích giống như bị quấy nhiễu mạnh mẽ, muốn chạy lên công kích ô thường, nhưng lại bị ma âm quấy phá, chỉ có thể quay vòng quanh. Cuối cùng, Hình như nó thật sự không chịu nổi nữa, hạt hoàng xoay người một cái, co giò lên chạy, điên cuồng chạy đi. Chạy đi, sao Ô Thường lại để cho nó chạy mất được chứ? Mà ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua ba người trên cồn cát gần đó, thôn thiên hoàn trong tay bỗng nhiên bay ra, vòng vàng phi nhanh dưới ánh trăng. Ba người kinh hãi, không ngờ rằng Ô Thường lại bỗng nhiên ra tay, muốn chia ra nhiều hướng để chạy, nhưng kết quả bọn họ phát hiện dưới chân bị cát bám trụ, không nhấc chân lên nổi. Vòng vàng phát ra tiếng gào phá âm phóng đến khí thế hung mãnh kinh người. Ba người đều gấp gáp rút vũ khí ra chống cự, bùm bùm bùm, ba tiếng nổ vang lên. Không có ai trong ba người có thể ngăn được một kích của vòng vàng. Vòng vàng kia dễ như trở bàn tay đánh nổ thân thể của cả ba người, cuối cùng lượn một vòng lớn trên không trung, cuối cùng bay về tay ô thường. Nguyên nhân vì sao giết ba người này rất đơn giản, chỉ cần người nào thấy được cảnh giữa hắn và hạt hoàng này, hắn sẽ không tha cho một ai. Tay ô thường vừa túm được vòng vàng thì lập tức lắc mình một cái, đuổi theo hạt hoàng, hắn nhảy lên trên lưng hạt hoàng, đứng trên lưng nó rời đi. Hạt hoàng vừa chạy, vừa tỉnh táo thoát khỏi ma âm quấy nhiễu, nó nhếch đuôi lên đâm về lưng mình. Đông, đông, chiếc vòng trong tay Ô Thường tiếp tục va chạm, ma âm lại vang lên, làm cho hạt hoàng không thể tự kiềm chế được, tiếp tục gia tốc chạy nhanh, muốn trốn khỏi ma âm quấy nhiễu. Nhưng ma âm lại như bóng và hình, chỉ cần hạt hoàng có ý đồ phản kích, ma âm sẽ vang lên. Hạt hoàng chỉ có thể trốn nhưng lại không thoát khỏi ma âm vây khốn từ dưới mặt đất nhanh chóng chui vào trong cát vàng vừa chui vào đất cát ô thường lập tức thi pháp chống ra một không gian ổn định đi theo sau lưng hạt hoàng hai tay thỉnh thoảng đánh lên đỉnh vòng không biết chui bao lâu trong lòng đấy ô thường cũng không biết hạt hoàng muốn đi đâu chỉ thấy hạt hoàng tiềm hành không biết mệt chắc chắn là không phải không ngừng lại nó có mục tiêu nhất định nên hắn nhịn xuống chơi đùa tiếp với nó khi một làn ánh sáng màu lục thẩm thấu vào cát vàng phía đối diện có một không gian tự mở ra, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, hắn đã theo Hạt Hoàng đi vào trong sa mạc lục, ở trong một thế giới màu lục. đợi đến khi thoát khỏi thế giới màu xanh lục, hắn phát hiện Hạt Hoàng đã bắt đầu đi lên phía trên. Oanh, mặt đất xuyên thủng, lại thấy được ánh mặt trời. Ô thường đứng trên lưng Hạt Hoàng nhanh chóng nhìn bốn phía, ánh mắt đầu tiên hắn đã phát hiện ra mặt trời trên không trung khác lạ. Con người hắn bỗng nhiên có rút lại, lần nữa ngắm bốn phía xung quanh, tự lẩm bẩm: đệ ngũ giới hạt hoàng đúng thật là vật tiếp dẫn. Bỗng nhiên hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau lưng, thấy được đuôi bọ cạp đã dựng đứng lên như rắn đuôi chuông, run lên liên tục, phát ra âm thanh kỳ lạ. Không lâu sau, đất cát cách đó không xa bị ầm ầm đâm thủng, một con quái vật chui ra khỏi bãi cát. Lại là một con hạt hoàng, ô thường nói thầm trong miệng, nhìn xuống con dưới chân một cái, sau đó tiếp tục nhìn về phía con kia, phát hiện con hạt hoàng mới đến giống y đúc với con dưới chân hắn, cũng đang run chiếc đuôi lên. Oanh! nơi xa lại có một con chui ra. Không chỉ hai con này, trên sa mạc giống hệt như bị nở hoa, từng con sa hạt không ngừng chui ra, con nào con nấy siêu to khổng lồ. Ở thế giới này lại có nhiều sa hạt cấp bậc hạt hoàng như thế sinh sống, ô thường thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Khi con hạt hoàng thứ nhất xông đến, những con hạt hoàng trong phạm vi nhìn thấy được gần như cùng phát động công kích, dùng ô thường làm trung tâm công kích. chương 1971, trả lại, ô thường nhanh chóng thi pháp, cả người hắn thoáng đã bay lên, xác nhận mình ở trong thế giới này vẫn có thể khống chế được pháp lực, hắn đứng yên trên lưng hạt hoàng, bình tĩnh thong dong, không hề có chút lo âu nào nữa. Mắt nhìn thấy con thứ nhất vọt nhanh đến trước mặt, ô thường giang hai cánh tay ra, đỉnh vòng trên tay bay loạn, lượn quanh một vòng, cuối cùng va vào nhau trên không trung. Đông, tiếng vang to lớn chấn động trùng trùng điệp điệp quanh quẩn ở giữa trời đất. Chỉ một kích này, những con hạt hoàng khác đều sụi lơ nằm xuống dưới chân hạt hoàng, phát ra tiếng gào thét chi chi. Những con khác từ bốn phía vọt đến gần cơ thể khổng lồ của Hạt Hoàng, đều nhanh chóng ngừng lại, bọn chúng lo sợ vây quanh không dám đến gần nữa. Ong ong ong, dư âm của đỉnh vòng treo trên không trung vẫn quanh quẩn khắp không gian. Chỉ dư âm thôi đã đủ làm xa hạt kinh sợ, chúng nó đều có ý muốn rút lui, sau đó quay mình bỏ chạy, có con thì nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Rất nhanh, đám Hạt Hoàng khí thế hùng hổ chạy đến, lại biến mất ngay chỉ trong nháy mắt. Chỉ còn con dưới chân Ô Thường đang cực kỳ tuyệt vọng dù có triệu tập đồng loại đến giúp đỡ cũng không có ích gì, mà chính nó lại không thoát ra được, chỉ có thể liên tục dẫy ruộng. Đỉnh vòng quay về trong tay ô thường, đối với hiệu quả của hai món đồ này, ô thường rất hài lòng. Dưới chân khẽ động, ô thường cúi đầu xem xét, hạt hoàng nằm dưới chân lại tiếp tục bò lên, đi lòng vòng, chọn một phương hướng khác, lại tiếp tục chạy ra. Ô thường tùy tiện đứng trên lưng nó, tóc dài tung bay trong gió thỉnh thoảng quay đầu nhìn bốn phía. Sau khi thấy một đài cao xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt của ô thường sáng lên, lắc mình phá không bay đi, trong phút chốc đã bay đến trên đỉnh tam giác của đài cao. Đứng trên cao đưa mắt nhìn xuống, ô thường chậm rãi bay xuống khỏi đỉnh tháp, bước xuống bậc thang bị cắt che giấu, nhìn chằm chằm vào viên đá hình lập phương cao nhất, phất tay quét qua, một tầng đất cát bay đi, lộ ra lỗ khảm ở chính giữa. Đúng là trên ma điển ghi không sai, ô thường tự nói một câu, dùng tay sờ lên lỗ khảm. Tinh thần lệnh, có rung động củ thiên địa nguyên khí, quả đúng là một đại trận lớn bóng người hắn lóe lên, thì pháp thăm dò phía dưới, nhưng không điều tra được gì hết, bỗng nhiên hắn nghĩ ra điều gì, nhìn lại, hạt hoàng kia đã không thấy đâu nữa. Nhưng hắn không để chuyện này trong lòng, bỗng nhiên bay lên trên không trung, nhìn về phía lục địa cỏ xanh tươi tốt, lắc mình rời đi, bắt đầu thăm dò thế giới này. Mượn thần khí chân quốc của Hàn Quốc, trong mật thất Mao Lư Sơn Trang ở Nam Châu, Nghiêu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa mở hai mắt ra, kinh ngạc hỏi. Quản Phương Nghi đi đến bẩm báo, vuốt cằm nói: không sai, có tin tức này được truyền đi. Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, chắc chắn là đã mượn đi rồi sao? Quản Phương Nhi nói, đúng vậy, chuyện này không tính là bí mật gì cả, bên Hàn Quốc không hề giấu giếm, tất nhiên là muốn bên phía tuyết bà bà gánh chịu. Xuyên Dĩnh là người của ô thường, nên tin này có thể là thật. Ngưu Hữu Đạo thả hai chân xuống giường, đi đến trước địa đồ, nhìn chằm chằm vào chỗ sa mạc vô biên, nói. Không biết là có phải là đã đi không? Băng tuyết cát, có khách đến, đúng ra mà nói, là chủ nhân chân chính đã đến rồi. Tuyết bà bà tự mình chống gậy đi đến, Tuyết Lạc Nhi nghe báo chạy ra, nhanh chóng đi lên nghênh đón, vừa gặp mặt đã hành lễ. Nãi nãi, tham kiến thánh tôn, những người đi theo phía sau nàng cũng cúi đầu hành lễ. Tuyết bà bà phất tay ra hiệu mọi người miễn lễ, sau đó nhìn Tuyết Lạc Nhi, thản nhiên nói: "Nhà đầu, sao mặt con lại tiều tụy thế này? Có hương vị đã biết rồi còn cố hỏi?" Tuyết Lạc Nhi không nói lại được, đúng là tiều tụy thật, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng Xuyên Dĩnh nói đi ra ngoài giải buồn một chút, lại mượn đi thần khí trấn quốc của Hàn Quốc. Bây giờ Tuyết bà bà tự mình đến đây, sao nàng không biết Tuyết bà bà đến đây là vì cái gì chứ? Nhưng nàng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy nơi dừng chân của Xuyên Dĩnh, xảy ra chuyện như vậy, nàng phải trả lời thế nào được, sao có thể không lo lắng tiểu tụy được chứ? Tuyết bà bà không nói nhiều, lướt qua người nàng, chống quải trượng đi về phía trước. Tuyết Lạc Nhi cúi đầu đi theo sau lưng Tuyết bà bà. Những người khác thì ai làm việc người nấy. Đi vào trong quỳnh lâu ngọc vũ của băng tuyết Các, Tuyết bà bà dừng bước, không ai đi lên dâng trà, bọn họ đều biết bà không uống trà nóng. Đứa bé đâu, sao không thấy, ta đã lâu không nhìn thấy nó, con ôm nó đến cho ta xem một chút. Tuyết bà bà bỗng nhiên quay đầu nhìn Tuyết Lạc Nhi phía sau lưng, nói: "Trong ánh mắt của Tuyết Lạc Nhi hiện lên sự sợ hãi, nàng hoảng sợ lắc đầu, nói: "Nãi nãi, chuyện của người lớn, không liên quan đến đứa bé." Tuyết bà bà cau mày nói, nhà đầu, con nghĩ gì thế? Chẳng lẽ trong mắt con, ta chính là một lão yêu quái không có chút nhân tính nào hay sao? Không không không, Lạc Nhi không có ý tứ này. Tuyết Lạc Nhi vội vàng lắc đầu phủ nhận, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tuyết bà bà bước lên hai bước, khuôn mặt mo trắng bệch xấu xí đến gần mặt nàng, nói. Ta đã nói, đã lâu không gặp đứa bé, nên nhớ nó, ta thích đứa bé, chỉ muốn nhìn nó một chút mà thôi. Nói đến mức như vậy, đứa bé trong tã lót nhanh chóng được ôm đến. Tuyết Lạc Nhi ôm bé từ trong tay người khác, nàng ôm rất chặt, không chịu buông tay, trên mặt mũi tràn đầy sự cảnh giác. Tuyết bà bà dùng một ngón tay chọc chọc lên mặt đứa bé, chật chọc, chọc nói. Ngủ thật là ngon, giống y như con lúc còn bé, không lo không buồn. Sau đó bà ta dương mắt nhìn thấy sắc mặt cảnh giác của Tuyết Lạc Nhi, đưa bàn tay ra khỏi khuôn mặt đứa bé, sau đó ra hiệu cho người bên dưới ôm đứa bé đi. Cuối cùng mới hỏi, trượng phu ngươi còn không có tìm tới. Tuyết Lạc Nhi lắc đầu, Tuyết bà bà nói, nhà đầu, những người khác bên thánh cảnh cũng yêu cầu ta giải thích, nếu cả người cả vật đều mất đi, ta phải giải thích thế nào. Áo lực của ta rất lớn, nhưng ta vẫn luôn chờ con đứng ra giải thích, chờ nhiều ngày qua, kết quả con vẫn không đến, nên không còn cách nào, ta phải tự mình đến đây một chuyến, muốn nghe lời giải thích của con. Tuyết Lạc Nhi quỳ xuống, sự dày vò trong nhiều ngày nay cuối cùng hóa thành nước mắt, nước nở nói. Nãi nãi, Lạc Nhi cũng không ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra, Lạc Nhi cũng không biết rõ chuyện là thế nào, cũng không biết nên giải thích ra sao. Tuyết bà bà khom người ở trước mặt nàng, nói: "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy việc này kỳ lạ, xem như trưởng phu của con có vấn đề gì, chẳng lẽ kết làm vợ chồng với con chỉ vì một cái đỉnh thôi sao? Thật sự là không hiểu được, nhưng con phải biết, chắc chắn ta phải có câu trả lời thích hợp cho người ta về chuyện này, nếu như không thể làm cho đồ vật nguyên vẹn quay về Hàn Quốc." Còn nói xem ta phải ăn nói với người ta thế nào. Dù sao việc này cũng phải có người phụ trách chứ. Tuyết Lạc Nhi cũng ý thức được thâm ý trong lời nói, nếu như băng tuyết thánh địa không có lời ăn nói thích hợp cho những người khác, vậy thì chỉ có thể giao nàng ra, sợ rằng ngay cả quyền khống chế băng tuyết các, băng tuyết thánh địa cũng không giữ được. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng đã lăn đầy má. Tuyết bà bà nói, "Nhà đầu, con khó chịu sao? Lúc đầu ta khuyên con thế nào, nhưng con vẫn không chịu nghe lời, sao con không hiểu chứ?" con đã sống trong hoàn cảnh này rồi, không phải ai cũng có tư cách cưới con. Ai ngờ vừa mới nói xong, bên ngoài có người vội vã chạy vào bẩm báo. Thánh tôn, các chủ, xuyên tiên sinh quay về, tuyết bà bà sửng sốt, sắc mặt bà ta có chút ngoài ý muốn. Bỗng nhiên tuyết lạc nhi bỏ lên, hỏi, chàng ở đâu, dứt lời, đã thấy được xuyên dĩnh vội vàng đi vào. Xuyên dĩnh sắp bước vào bên trong, hắn hành lễ với tuyết bà bà. Cháu rể xuyên dĩnh bái kiến nãi nãi chương 1972, ước hẹn giấu mặt một. Tuyết bà bà cười ha ha, nói, quay về là tốt, quay về là tốt, trong mắt hiện lên sự quỷ quyệt, tuyết lạc nhi lau nước mắt, vội vàng túm chặt cánh tay hắn, hỏi. Đỉnh đâu rồi, chàng để sơn hà đỉnh đâu rồi, xuyên dĩnh giật mình, nói, trả rồi, đã trả lại cho hoàng đế nhiếp chấn đỉnh của Hàn Quốc. Tuyết lạc nhi vội nói, có chứng cứ nào không, xuyên dĩnh do dự nói, trả lại trước mặt mọi người, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, đó. Đó có được xem là chứng cứ không? Tuyết Lạc Nhi vẫn lo lắng, chàng chắc rằng đã trả chứ. Xuyên Dĩnh nói, trước khi quay về ta đã tự tay trả lại, chàng biết không, chàng làm ta sợ muốn chết. Tuyết Lạc Nhi đánh hắn vài cái, cuối cùng nhào vào ngực Xuyên Dĩnh, ôm hắn khóc giống. Xuyên Dĩnh vội vàng vuốt ve sau lưng nàng, nói, ta sai rồi, là lỗi của ta, ta hồ đồ. Tuyết bà bà chen vào nói, Xuyên Dĩnh, ngươi nói đi, Ngươi mượn Sơn Hà đỉnh của người ta làm gì?" Tuyết Lạc Nhi vội đẩy hắn ra, lau nước mắt nhìn hắn, đó cũng là đáp án nàng muốn biết. Xuyên Dĩnh hơi chán nản nói, "Nãi nãi, thật sự là do ta hồ đồ, lúc còn ở trong hoàng cung Hàn Quốc, nói với người ta mấy câu không đúng, cảm thấy mình bị nhục nhã, nên có suy nghĩ lung tung, dùng sức mạnh để mượn Sơn Hà đỉnh. Nhưng quay đầu trốn tránh vài ngày, dần cảm thấy mình không đúng, trong lời nói của những người đó không có ý gì đặc biệt, là do ta suy nghĩ nhiều." cũng vì sợ xảy ra chuyện nên đã trả Sơn Hà Đình trở về. Tuyết Lạc Nhi lại chảy nước mắt, nàng cho rằng mình có thể hiểu được cái gọi là nhục nhã trong miệng hắn là cái gì, cho là mình có thể hiểu được người kia cưới chính mình thì phải chịu không ít áp lực, hiểu được hắn tương đối mẫn cảm với những tin đồn đó, vì vậy hắn mới mạnh mẽ lấy đi Sơn Hà Đình. Trước đó đã lo nghĩ bất an đủ điều, nhưng bây giờ lại hóa thành đau lòng cho hắn, cũng cảm thấy xuyên dĩnh vì mình nên mới chịu uất ức như thế. Khi người này thật sự thích một người sẽ từ bỏ bản thân, khắp nơi đều suy nghĩ vì đối phương, bởi vì thích. Tuyết bà bà cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, lại nhìn phản ứng của Tuyết Lạc Nhi, cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Bà không ở đây lâu, cũng không phải do Xuyên Dĩnh nói trả thì là trả rồi, Tuyết bà bà phải đi xác nhận lại, hơn nữa còn phải xem người này trả lại đồ thật hay là đồ giả nữa. Nhưng trước khi đi, bà ta âm thầm ra mật lệnh cho những người ở đây, nếu không được sự cho phép của bà ta thì không cho phép Xuyên Dĩnh tự ý rời khỏi băng tuyết các một chiếc thuyền trèo trên hồ nghiêu hữu đạo một mình ngồi trên thuyền nhỏ dọn lên một chiếc hộp cơm thịt rượu tự rót tự uống nhàn nhã thoải mái thuyền nhỏ trèo đến giữa hồ bỗng nhiên có người từ trong nước bay ra lên thuyền ngồi ở vị trí đối diện cách một bàn vuông nhỏ cầm đũa lên nhấm nháp thức ăn nghe nói rượu thịt của mao lư sơn trang rất ngon đúng thật là không tệ người vừa đến kia chính là toa như lai nghiêu hữu đạo rót rượu cho hắn nói chuyện gì mà làm khổ ngài phải tự mình đến đây toa như lai nói chắc ngươi cũng nghe chuyện sơn hà đỉnh rồi ta phụng mệnh đi xác nhận sự thật thuận đường đến đây thôi nghiêu hữu đạo nói xác nhận thế nào toa như lai nói đã xác nhận xong xuyên dĩnh trả lại đồ thật nghiêu hữu đạo a một tiếng ánh mắt hơi lóe lên vì vậy mới có thể xác định ô thường đã dùng sơn hà đỉnh để xác nhận nói cách khác ô thường đã đến đệ ngũ giới hắn không khỏi mỉm cười nói chuyện này có ý tứ toa như lai thử hỏi có phải ngươi biết gì đó không Nghiêu hữu đạo nói, không có gì, ô thường dở trò quỷ ở sau lưng thôi. Người cố ý đến đây chỉ nói cái này, toa như lai nâng chén uống, để ly không xuống. Ta đến để nói cho người biết, chuyện ngươi nhờ ta nhìn, đã có manh mối rồi. Nghiêu hữu đạo nâng ấm lên lần nữa, rót rượu cho hắn. Chuyện nào, hắn nhờ và đối phương chú ý nhiều chuyện lắm. Toa như lai nói, đại nội tổng quản gia cát trì của tiền triệu. Nghiêu hữu đạo nâng bầu rượu trong tay lên, từ từ nghiêng, đợi đến lúc rượu đầy, hắn mới chậm rãi để bầu rượu xuống, hỏi. Đã tìm được nơi ở của hắn, toa như Lai nói, cụ thể thì chưa biết, nhưng cũng khoanh vùng được, nên phiêu miểu Lai bố trí chặt chẽ, giống như muốn tìm hiểu đến tận gốc, cũng cách mục tiêu rất gần, bây giờ vẫn chưa đánh cỏ động rắn, bố trí nhiều người ẩn nấp nhìn chằm chằm, chỉ đợi mục tiêu liên hệ với manh mối, lúc đó có thể lập tức thu lưới. Nghiêu Hữu Đạo nói, chuyện này, vì sao ta lại cảm giác có chút bất ngờ, trước đó người không hề lộ ra chút tiếng gió nào với ta toa như liner, trước đó ta không thể hỏi rõ chuyện này được, phiêu miểu các vì chuyện này đã vận dụng người trên phạm vi lớn để điều tra, đến lúc bọn họ trưng dụng người của ta, ta mới biết. Nghiêu Hữu đạo buông tiếng thở dài, nói, tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm ra, theo lý ra mà nói thì hắn có nơi ẩn nấp bí mật, vậy vì sao lại bị tìm ra nữa, ra các chỉ này thật là không cẩn thận. Toa như lai cầm đũa lên nếm mấy miếng thức ăn, nhai nuốt rồi nói. Vẫn tiếp tục liên lạc với người bên ngoài, mà thế lực của phiêu miểu các thì quá to lớn, tránh không được lộ ra chân ngựa. Như hữu đạo nói, vậy mà không dừng liên hệ với bên ngoài, xem ra hải vô cực kia vẫn chưa hết hy vọng, ra các chỉ xảy ra chuyện rồi mà vẫn còn nguyễn tưởng, tâm của người này thật là. Bỗng nhiên hắn lặng yên, toa như lai đã nhận ra sự khác lạ của hắn, hỏi. Sao vậy, Như hữu đạo từ từ nói, hải vô cực đã không phải là hoàng đế triệu quốc nữa, thoát khỏi thân phận hoàng đế, hải vô cực chẳng còn là gì cả. Toa như Lai nói, ngươi muốn nói gì, Ngưu Hữu Đạo nói, ra các chỉ kia thật trung thành với hải vô cực. Toa như Lai nói, ta không hiểu ý của ngươi muốn nói. Ngưu Hữu Đạo nói, ý là không đáng để ta mạo hiểm. Bỗng nhiên ta lại cảm thấy hứng thú với người phiêu miểu các phía sau thiệu bình ba hơn, ngươi cảm thấy người kia sẽ là ai. Toa như Lai càng ngày càng không hiểu tên này đang nói nhăng nói cuội gì nữa, lắc đầu nói. Không biết, nhưng người đó lúc nào cũng có thể vận dụng nhân lực của phiêu miểu các ở Tấn Quốc và Tề Quốc, chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Ta cũng nghĩ như vậy, Nghiêu hữu Đạo nâng chén rượu lên, cùng nhau uống, xung quanh non sông tươi đẹp, cảnh đẹp vẫn tĩnh lặng, mỗi người ôm mỗi bụng tâm sự riêng mình rời đi. Thiệu phủ trong Tấn Kinh, gác cổng nhận được một lá thư, sau đó giao cho quản gia Thiệu Tam Tỉnh. Thiệu Tam Tỉnh ngồi sau án xử lý công vụ mở thư ra xem, nhìn thấy nội dung trong thư, hắn kinh hãi đứng dậy, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong hoa viên, Thiệu Bình Ba đang đánh đàn, Thái Thúc Hoan Nhi đang uyển chuyển nhảy múa phía trước. Nhìn thấy Thiệu Tam Tỉnh đang liên tục nháy mắt ở bên ngoài, biết là có việc gấp, Thiệu Bình Ba khẩy ngón tay, tinh một tiếng, dây đàn bị đứt. Điệu múa cũng bị dừng lại, Thái Thúc Hoan Nhi nhanh chóng bước lại, cầm tay hắn lên nhìn, nói. Ngón tay chàng không sao chứ? Không sao, Thiệu Bình Ba đứng dậy, tùy tiện nói mấy câu dùng cuộc chơi giữa hai người. Nhìn thấy Thiệu Tam Tỉnh ở bên ngoài, Thái Thúc Hoan Nhi cũng rất có ánh mắt, biết nam nhân có chuyện của nam nhân, thiệu bình ba sắp nói chuyện công vụ, nàng tìm lý do né tránh đi. Lúc này thiệu tam tỉnh mới đi vào, móc lá thư trong tay áo dâng lên, cũng thấp giọng nói. Giả vô quần gửi thư, tay cầm thư của thiệu bình ba hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng mở ra xem, nội dung trong thư làm sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Trước đó thiệu tam tỉnh đã đọc thư rồi, tất nhiên đã biết nội dung. Ở trong thư, giả vô quần chọc thùng thân phận của vô tâm diệu hiền đệ tử của quỷ y, nói rằng chúc mừng thiệu liễu nhi và vô tâm ở tề kinh nối lại tiền duyên. Còn có khen thưởng thiệu bình ba thiết lập thái học, khen thiệu bình ba có mưu đồ lâu dài, sau này cả toàn bộ tôn thất của thần tử trong triều đều bái thiệu bình ba làm thầy. chương 1973, ước hẹn giấu mặt hai Cuối cùng còn mời thiệu bình ba đến kinh thành tống quốc gặp mặt, muốn nấu rượu luận thiên hạ với thiệu bình ba. Còn về lý do đến tống quốc, thiệu bình ba tự tìm một lý do nào đó, còn nói hắn sẽ ở Tống Kinh đợi Thiệu Bình Ba đến. Xem xong thư, Thiệu Bình Ba nhe răng, vò nát lá thư ném xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Kẻ này chính là mối họa lớn trong lòng ta." Thiệu Tam tỉnh nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, cẩn thận nhặt cục giấy bị vò nát lên, không dám lơ là, nếu như nội dung trong lá thư này bị người khác thấy được, vậy thì khó mà lường được hậu quả. Sau khi đứng dậy hắn lại nhét lá thư vào trong tay áo, đợi lát nữa quay về đốt sạch sẽ. Bây giờ hắn gấp gáp chuyện trước mắt, đại công tử rõ ràng hắn đang uy hiếp công tử đến nơi hẹn, nếu ngài không đi, sợ rằng chuyện của đại tiểu thư sẽ lộ ra ánh sáng, đại tiểu thư sẽ hết đường chối cãi, vậy thì anh Vương Hạo chân làm sao chịu nổi, đại tiểu thư phải xử lý việc này thế nào, sợ là bọn họ muốn giết chết đại tiểu thư mất. Mà chuyện thái học, nếu như bị hắn chọc thùng, chắc chắn sẽ bị triều thần bóp nát đầu tiên. Thiệu Bình ba âm trầm đi đến đi lui trong các, hình như đang nhanh chóng nghĩ đối sách, trong miệng cũng thì thào, tức giận nói. Một tên nghiêu hữu đạo chết đi, lại có một giả vô quần nhảy ra đây chính là không chặt đứt hậu hoạn đấy ta không có thù với kẻ này hắn lại liên tục nhắm vào ta ta còn chưa tính sổ với hắn vậy mà bây giờ hắn lại đến dùng một chiêu đối phó nhiều lần với ta sao thiệu tam tỉnh sốt ruột nói đại công tử bây giờ phải làm thế nào cho phải thiệu bình ba chợt dừng bước ánh mắt lóe lên một lúc vươn tay nói đưa thư cho ta ây thiệu tam tỉnh móc bức thư nát trong tay áo ra cho hắn nhìn bây giờ mới nhớ đến chuyện xé nát thiệu bình ba phất tay xem như thôi chắp tay đến dựa vào lan can nhìn ra xa trong mắt hiện lên sự suy tư cuối cùng quyết định gì đó nói ra hai chữ vang vọng đến hẹn a à, thiệu tam tỉnh kinh hãi vội nói đại công tử hãy nghĩ lại lần trước hắn muốn đưa đại công tử vào chỗ chết sợ rằng lần này cũng không có ý tốt muốn dụ đại công tử đến để ám sát thiệu bình ba hơi lắc đầu nói đó cũng không phải là người bình thường chắc hắn cũng biết nếu như ta làm theo lời hẹn sao có thể dễ dàng bị giết được, nếu không có người bảo vệ thì đã không đến Tống Quốc. Trong tay giữ bí mật của hắn, lại giữ lại không công bố, ta muốn xem thử hắn có âm mưu gì. Nấu rượu luận thiên hạ, nấu rượu luận thiên hạ, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên hắn quay đầu lại nói. Trả lời thư, nghe danh phương trường cử lão tiên sinh của Tống Quốc học thức huyên bác, muốn mời ngài đến Tấn Quốc Thái học làm thầy, mong rằng giả tiên sinh giúp đỡ. Thư bên này vừa gửi đi, chỉ mấy ngày sau, đã nhận được thư hồi âm của giả Vô Quần, nguyện dốc sức giúp đỡ. Nhận được thư, Thiệu Bình Ba lập tức đến gặp Thái Thúc Hùng, nói rằng mình muốn đi tống quốc tự mời đại nho bác học đến thái học giảng bài. Thái Thúc Hùng cảm thấy không cần thiết, cũng nói đến ân oán giữa Thiệu Bình Ba và giả Vô Quần, cảm thấy nếu đi thì quá nguy hiểm. Thiệu Bình Ba tỏ vẻ phải tự mình đi mời mới có thành ý, cũng lộ ra thư trả lời của giả Vô Quần. Thái Thúc Hùng ngạc nhiên, vậy mà giả Vô Quần lại giúp Thiệu Bình Ba, không biết hai người này đang làm gì nhưng hắn biết người con rể này cũng không phải là người bình thường dám đi thì tất nhiên sẽ không dễ dàng chịu thiệt thòi cuối cùng bên phía tấn quốc cho gọi sứ thần tống quốc tỏ vẻ thiệu bình ba muốn đi sứ tống quốc muốn hỏi thăm thái độ tống quốc bên kia nhận được câu trả lời của triều đình tống quốc thân phận đi sứ của thiệu bình ba được định ra thiệu bình ba dẫn theo phu nhân thái thúc hoan nhi cùng đi sứ có hộ vệ cao thủ dẫn đường không nói chơi sau khi đến kinh thành tống quốc đầu tiên Thiệu Bình Ba dùng thân phận sứ thần thăm viếng hoàng đế ngô công lĩnh của Tống Quốc, nói về chuyện giữa hai nước tấn Tống. Ngày tiếp theo mới dẫn theo vợ đến phủ thừa tướng, tất nhiên tử Bình Hưu biết được ý đồ của vị này khi đến đây, lúc đi đón người có thêm cả giả vô quần đi cùng. Gặp lại giả vô quần, sắc mặt của Thái Thúc Hoan Nhi hơi thay đổi, cảnh tượng nàng và mẫu thân bị người ta trêu đùa đâu có thể dễ dàng quên được, âm thầm cắn răng nghiến lợi. Sau khi cả chủ nhà và khách đều ngồi xuống, Giả vô quần yên lặng đứng sau lưng tử bình hưu, trên mặt hắn hơi có ý cười, bên cạnh còn có nguyên tổng ở đây. Ngoài miệng thiệu bình ba vẫn nói mấy lời khách sáo với tử bình hưu, nhưng ánh mắt hắn thì liên tục nhìn chằm chằm giả vô quần để thăm dò, cuối cùng cũng gặp được vị ẩn tướng này rồi. Sau khi nói mấy lời khách sáo xong, tử bình hưu mời khách ở lại, tử phủ muốn làm yến tiệc chiêu đãi. Thiệu bình ba không thể từ chối được sự nhiệt tình này, vui vẻ đồng ý. Tử bình hưu rời đi để chuẩn bị tiệc, ra lệnh cho giả vô quần tiếp khách. Mà sau đó giả vô quần lại sai hai người nữ quyến đến chăm sóc thái thúc hoan nhi, nàng ta không tình nguyện, nhưng thiệu bình ba lại bảo nàng rời đi. Tiếp theo, giả vô quần mời thiệu bình ba đi dạo ở hoa viên. Đến vườn hoa, thiệu bình ba ra lệnh cho hộ vệ dừng bước, một mình hắn đi theo giả vô quần, nguyên tổng cũng đi theo. Đến lúc dừng bước bên cạnh ao nước, thiệu bình ba nói. Giả tiên sinh, ta đã đến. Giả vô quần mỉm cười gật đầu, viết gì đó cho nguyên tổng nhìn, nguyên tổng thay mặt trả lời. Thiệu đại nhân thật có khí phách, không làm cho giả mỗ thất vọng. Thiệu bình ba nhìn chằm chằm cảnh đẹp trong ao nước, lạnh nhạt liếc xéo. Không cần nhắc đến can đảm, tất cả là do tiên sinh ép tạo ra. Giả vô quần lại viết cho Nguyên Tòng nói, nếu đại nhân không muốn đến, những chuyện này cũng không đủ dồn đại nhân vào chỗ chết, không tính là ép buộc. Thiệu bình ba nhìn chằm chằm Nguyên Tòng đang nói thay, nói. Không phải là dụ ta đến giết sao. Giả vô quần viết, tiên sinh dùng tên tuổi tấn sứ đến đây, sao ta dám ra tay thiệu bình ba nói nếu ta đã đến tiên sinh có thể nói cho ta biết vì sao trước đó lại hại ta được không giả vô quần viết cố ý hãm hại cố ý thăm dò nếu đại nhân không thể né tránh được chút kiếp nhỏ đó đã chết từ lâu rồi sao có tư cách đứng ở chỗ này nữa cũng không có tư cách nói chuyện thiên hạ với ta ánh mắt thiệu bình ba lóe lên nghe hiểu ý của hắn hơi nhíu mày nói nói chuyện thiên hạ giả vô quần gật đầu viết lúc đại nhân còn ở bắc châu giả mỗ đã chú ý đến ngài. Chẳng lẽ lấy hùng tâm tráng trí của đại nhân, lại cam tâm tình nguyện làm một tiên sinh dạy học sao? Thiệu Bình Ba từ chối cho ý kiến, lạnh lẽo nói. Có gì mà nói chuyện, giả vô quần viết, cửu thánh không ngã, thiên hạ bất bình. Vừa viết ra những lời này, có thể nói là trời long đất lở, chấn nhiếp Thiệu Bình Ba không nhẹ, bỗng nhiên hắn quay người đối mặt với người đối diện, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì, sắc mặt của giả vô quần vẫn bình tĩnh viết thiên hạ chân hào kiệt nhưng chỉ có đại nhân và giả mố nếu người ta liên thủ sẽ rất có triển vọng thiệu bình ba âm thầm hãi hùng khiếp vía nói ngươi chỉ là một phàm phu tục tử cũng dám tranh phong với cửu thánh sao theo ta được biết tiên sinh không có dã tâm gì cần gì phải nói đến hùng tâm tráng trí như vậy giả vô quần há miệng chỉ chỉ chính mình không có đầu lưỡi viết tiếp cho nguyên tòng ở sau lưng nói thù này không báo thề không làm người đại nhân của chỉ một người, cô đơn cô lực, giả mẫu nguyện giúp đại nhân thêm một phần sức lực. Mốt thù cắt lưỡi, ánh mắt thiệu bình ba lóe lên, như có điều suy nghĩ, nói. Giúp bằng cái gì, giả vô quần viết, nếu ngày sau đại nhân muốn lấy tống quốc, giả mẫu xin trợ một chút sức lực. Đối với điểm này, thiệu bình ba ngược lại không nghi ngờ năng lực của đối phương, cũng hơi tâm động, lại cười lạnh nói. Trường 1974, Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã, chỉ bằng ngươi mà dám tranh phong với cửu thánh?" Giả Vô Quần viết, "Không thử một lần, vì sao biết không được, nếu ngươi và ta liên thủ, có thể làm việc lớn." Thiệu Bình Ba thử thăm dò, "Tiên sinh muốn ta làm gì?" Giả Vô Quần nói, "Ta muốn biết người sau lưng đại nhân là ai, cũng chính là vị người phiêu miểu các kia." Trong lòng Thiệu Bình Ba kéo căng, nói, "Nào có người phiêu miểu các nào, tiên sinh nghĩ nhiều rồi." Giả Vô Quần viết, "Đại nhân như vậy là không được." chẳng lẽ muốn nói cho thiên hạ biết những thứ trên thư ta viết. Thiệu Bình Ba nói, ngươi đang uy hiếp ta, giả vô quần viết, không phải uy hiếp, ta không có hứng thú với thiên hạ, ta chỉ muốn đẩy ngã cửu thánh, người sau lưng đại nhân chắc chắn có địa vị không nhỏ trong phiêu miểu các, ta muốn lợi dụng hắn tìm một người. Thiệu Bình Ba không hiểu, hỏi lại, tìm ai, giả vô quần viết, đại nội tổng quản gia cát trì của triệu quốc trước đây, hắn là tu sĩ Nguyên Anh, cửu thánh đã dệt lưới xong, lúc nào hắn cũng có thể sẽ bị xa lưới, ta cần giải cứu ra cát trì tu sĩ nguyên anh thiệu bình ba hơi kinh hãi hắn không hề nghe chút gì về việc này nhìn trên dưới hắn một lượt nói sao ngươi biết chuyện này giả vô quần ta hiểu rất sâu tu hành giới vượt qua ngươi tưởng tượng nhiều nguyên tòng nói chuyện thay xong thì im lặng ánh mắt hắn hơi liếc lầu các cách đó không xa nơi đó có một người đang đứng không phải ai xa lạ chính là nhưu hữu đạo nhưu hữu đạo dịch dung xong đứng trên lầu các nhìn trầm trầm hai người đang nói chuyện cạnh bờ ao Vân cơ cũng dịch dung, giả nam đứng bên cạnh, nàng bước đến dựa vào lan can bên người như hữu đạo, thuận nhìn theo hướng nhìn của hắn, nhàn nhạt hỏi. Thiệu bình ba đồng ý không? Như hữu đạo nói, giả vô quần đưa ra thực lực, là điều mà hắn đang cần, có thể đảm bảo hắn an toàn, có thể làm cho thiệu bình ba yên tâm làm việc, còn có thể giải quyết nỗi lo của hắn, hàng phục thế lực sau lưng hắn, có nhiều chỗ tốt như vậy, sao hắn không đồng ý được? Hai người này, nhiều tầm Nghiêu Tầm Nhiêu mã tầm mã, làm chuyện lớn cũng được, bọn họ đều ăn nhịp với nhau. Vân cơ nói, hắn sẽ tin giả vô quần sao. Nghiêu Hữu đạo nói, có tin hay không không quan trọng. Loại người này, đừng mong rằng hắn có thể tùy tiện tin vào người khác. Người chỉ cần làm hắn yên tâm là được, chỉ cần giả vô quần tham gia vào chuyện này, để hắn nghĩ rằng mình đã tóm được nhược điểm của giả vô quần, nên kẻ kia không dám làm gì hắn, mà hắn có thể lợi dụng giả vô quần, hắn sẽ làm. Người đừng quên, giả vô quần đã từng giết người phiêu miểu các thực tế là như vậy giả vô quần không dám bán đứng hắn vân cơ cười lạnh nói một kẻ làm nội gian cho phiêu miểu các không thể lộ ra ánh sáng một kẻ giết người phiêu miểu các cũng không thể bại lộ hai kẻ này đúng thật là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã nàng quay đầu nhìn hắn hỏi không phải là ngươi luôn kiêng kỵ hắn sao vì sao còn để nhược điểm trên tay hắn nghiêu hữu đạo nói chờ đến lúc hắn biết ta còn sống người cảm thấy ta sẽ quan tâm đến nhược điểm này nữa sao? Ta đã bố trí xong ở nhân gian, người cảm thấy hắn sẽ còn là đối thủ của ta. Bây giờ ta cần hắn, thì dùng hắn, chỉ thế thôi, hắn không có tư cách nhảy khỏi bàn cờ này, nếu nhảy ra ngoài, chính là đã bị loại. Yến hội tử phủ rất phong phú, sau khi khách vui vẻ xong, thiệu bình ba dẫn theo phu nhân đi tạm biệt. Trên đường quay về sứ quán Tân Quốc, trong xe ngựa lắc lư, Thái Thúc Hoan Nhi phát hiện sắc mặt của trượng phu cực kỳ khác thường, thử hỏi. Sao vậy? Thiệu Bình Ba không muốn nói cho nàng, lắc đầu. Không có gì, mà trong chỗ sâu của tử phủ, giả vô quần tiến khách về, sau đó cầm bảng viết của hắn đi đến gần như hữu đạo, mà bút viết còn ở sau Nguyên Tòng. Kết quả Nguyên Tòng còn chưa kịp nhắc nhở, chỉ kịp ho khụ khụ một tiếng. Như hữu đạo đang ngồi ngẩng đầu lên nhìn, thấy là hắn, hơi trột dạ, tranh thủ thời gian đứng lên. Cho dù là vân cơ, hay là giả vô quần đều kinh ngạc, hình như đã nhận ra sự lạ thường. Lúc này Nguyên Tòng mới nói, may mắn không làm nhục mệnh, hắn đã hợp tác với chúng ta. Nghiêu hữu đạo cười nói, chỉ là việc nhỏ, tiên sinh chắc chắn có thể làm được, chuyện này cũng trong dự đoán. Ở đây có nhiều thám tử, ta không tiện ở lâu, vậy nên cáo từ trước, sẽ chờ tin tức tốt của tiên sinh sau. Hắn chắp tay hành lễ, quan trọng nhất là cho nguyên tổng phía sau, cuối cùng phất tay ra hiệu không cần đưa tiến. Hắn quay người, cứ như vậy dẫn theo vân cơ rời đi, lúc đi ngang qua bên người ngụy đa, cũng liếc nhìn vào mắt hắn, từ đầu đến cuối không hề nói một câu với Ngụy Đa. Giả vô quần đưa mắt nhìn, trong ánh mắt có mấy phần phức tạp, có vài lời không chỉ nói cho Thiệu Bình Ba nghe, những việc muốn Thiệu Bình Ba làm cũng làm cho hắn hiểu rõ được, bên Nam Châu kia đã giao thủ với Thánh Cảnh rồi. Chỉ là Nam Châu, lại có được lực lượng và bản lĩnh lớn như vậy, làm cho hắn khó có thể tin nổi. Như Hữu đạo trở về Nam Châu, mà Thiệu Bình Ba lại không vội vã rời đi, hắn nấn ná mấy ngày ở Tống Kinh, mấy lần đến thăm nhà bác học đại nho phương trường cư phương trường cử từ chối đi với thiệu bình ba nói thiệu bình ba giết huynh giết mẹ chính là người không có đức ông ta không muốn đi theo đối với những lời đồn kia thiệu bình ba cũng không quan tâm cuối cùng vẫn nhờ giả vô quần giúp một chút phương trường cử sao có thể chống lại được thừa tướng tống quốc mặc dù phương trường cử là bác học đại nho nhưng không phải là thánh nhân hoàn toàn không có tư dục ông ta còn có vợ có con nếu muốn sống thì không thể không chịu khuất phục sau khi quay về tấn kinh thiệu bình ba quay về phủ tắm rửa thay quần áo Hắn rửa mặt xong thì chui vào thư phòng, đứng trước bản đồ nhìn chằm chằm vị trí của sa mạc Vô Biên tính toán, cuối cùng giật chiếc dây thừng trên tường, nên ngoài phòng vang lên tiếng chuông. Rất nhanh, Thiệu Tam tỉnh nhanh chân đến, hỏi: "Đại công tử có gì phân phó?" Thiệu Bình Ba gửi thư cho trưởng quý, nói cho hắn biết, buổi chiều ba ngày sau, ở Lang Hồ cách thành Nam 20 dặm, gặp nhau trên đảo giữa hồ, nếu không đến, đừng hối hận." Thiệu Tam tỉnh do dự một chút, thấy hắn đã kế hoạch, cuối cùng vẫn lĩnh mệnh đi. Vâng, như ước hẹn, ba ngày sau, lúc giữa trưa mặt trời chói trang, thiệu bình ba cải trang đi đến gần lang hồ cách thành nam 20 dặm. Bên cạnh không dẫn theo nhiều người, chỉ có một hộ vệ. Ven hồ có một ngư ông, thiệu bình ba ném tiền cho ngư ông, một mình bước lên thuyền, để lại hộ vệ trên bờ, ngồi trên thuyền lắc lư đi đến giữa hồ. Sau khi rời thuyền lên hồ, thiệu bình ba chắp tay bước vào rừng cây nhỏ, bốn phía vẫn yên tĩnh. Ở trên đảo có mấy cái đình nhỏ, nơi này chính là một trong những nơi du ngoạn của nhà giàu, chỉ là chiến sự xảy ra, công việc giải trí đều bị ngừng lại, nên bây giờ cực kỳ yên tĩnh. Đi vào trong một chiếc đình, thiệu bình ba phủi sạch bụi đất trên ghế, chậm rãi ngồi xuống, cũng tháo mặt nạ trên tay ra. Chỉ như vậy ngồi chờ người, bỗng nhiên thấy ngư ông lái thuyền chống gậy trúc đi đến, đặt một chiếc hồ lô lên bàn đá. Thiệu bình ba hít mắt nhìn hắn, ngư ông giải thích, thấy tiên sinh ngồi một mình, bên người lại không mang theo cái gì, ta sợ tiên sinh khát nước, nên chuẩn bị cho ngài một ít ánh mắt thiệu bình ba nhìn qua chiếc mặt nạ đã được lấy xuống bỗng nhiên nhịn không được cười lên lắc đầu nói mỗi lần trưởng quỹ hiện thân đều xuất quỷ nhập thần không ngờ lại làm phiền ngài tự mình lái đỏ đưa ta qua đây ngư ông ngẩng mặt lộ ra ánh mắt xét lạnh hơn nữa còn khôi phục giọng nói lúc trước ta thấy ngươi không kiên nhẫn sống tiếp nữa thiệu bình ba bình tĩnh nói trưởng quỹ muốn giết ta đừng quên nếu ta chết đi bí mật của ngươi sẽ không giấu được nữa thật sao ngư ông cười lạnh bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt đã bóp cổ thiệu bình ba, tay kia cầm một viên đan dược màu đỏ ra, nói. chương 1975, phía trước là núi đao biển lửa một. Cho ngươi thể điện mà ngươi không cần, chỉ cần ăn cái này vào, hưởng qua hương vị của nó, ngươi sẽ trung thực ngay thôi. Thiệu bình ba bị bóp cổ gần nhấc lên, kìm lòng không được há hốc miệng ra, mặt nạ trong tay cũng rơi xuống đất. Ánh mắt ngư ông chợt mắt sáng lên, nhanh chóng quay đầu, phát hiện có một bàn tay đè lên vai của hắn, lại có thể làm cho cả người hắn không dùng sức được, chỉ nghe sau lưng có tiếng quát nhẹ. Thả ra, cánh tay kia chấn động, một lực lượng khổng lồ vào đến, đâm thẳng vào năm ngón tay, làm cho hắn vô thức thả thiệu bình ba ra. Khụ khụ, thiệu bình ba ôm cổ liên tục ho khan, ầm, um, ngư ông lại bị một trường quét bay ra ngoài, cạch, cứng rắn đâm ngã một cái cây, đập xuống trên mặt đất. Hắn nhanh chóng xoay người lên, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kẻ dễ dàng đả thương mình là tên hộ vệ lúc nãy hộ tống thiệu bình ba đến bên bờ, trong mắt hiện lên nghi ngờ, không biết đối phương là người phương nào, nhưng lại nhận ra được thực lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều. Không có phản ứng dư thừa, hắn lập tức lách mình rời đi, muốn trốn. Bùm, hộ vệ kia bắn ra trong nháy mắt, đảo mắt đã đến bên người ngư ông. Ngư ông kinh hãi, cạch, ngược lại chúng một trường, phun máu bay ngược về, quay cuồng rơi xuống đất, hộp máu không ngừng. Thiệu bình ba ở trong đình vượt qua cơn kinh hãi, lặng lặng nhìn cảnh này. Hộ vệ bước đến trước mặt ngư ông, dẫm một chân lên người ngư ông đang muốn bỏ dậy, dẫm lên ngực hắn, ấn xuống mặt đất. Ngư ông giấy rụa, thì pháp liều mạng giấy rụa, lại phát hiện tu vi mạnh mẽ của đối phương làm cho mình không nhúc nhích nổi. Ngư ông nhìn chằm chằm người đang ở trên cao dẫm lên mình, gào lên. Ngươi là người phương nào? Giọng nói lai thay đổi, hình như lần này quá gấp gáp nên đã lộ ra giọng nói đúng của chính mình. Hộ vệ không có trả lời, cũng sẽ không nói cho đối phương biết mình là ai. Hắn cúi người, điểm vài chỉ lên người ngư ông, hạ cấm chế, sau đó vươn tay mò trên cổ hắn, sở thấy một tầng da khác, kéo xoẹt một tiếng xé ngụy trang của ngư ông, lộ ra khuôn mặt thật. Biết mình đã bị lộ mặt, ngư ông cuồng loạn dữ tợn. Rốt cuộc ngươi là ai? Hộ vệ bóp cổ hắn lại, trực tiếp sách lên, đưa đến trước mặt thiệu bình ba, nói. Không sai, là hắn, con trai của Lam Đạo Lâm, các chủ Lam Minh của vô biên các. Thiệu bình ba nhìn chằm chằm khuôn mặt Lam Minh, sau đó quay lại nhìn kỹ hộ vệ kia. Đối phương nói cho hắn biết, người đến đây có thể là con trai của lam đạo lâm nhưng đối phương vẫn ra tay tốc độ hai người ra tay quá nhanh hắn không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng có thể nhìn ra vị hộ về này tùy tiện có thể đả thương và chế trụ lam minh lại không nói đến những cái khác hắn hiểu rõ ràng tu vi và thực lực của các chủ vô biên các chắc chắn không kém ngược lại còn rất mạnh mẽ nhưng thiệu bình ba lại thấy được vừa giao thủ lam minh lập tức bỏ chạy hiển nhiên lam minh tự biết mình không phải là đối thủ của đối phương thiệu bình ba không biết người hộ vệ này là ai nhưng lúc hắn liên hệ với giả vô quần giả vô quần đã nói rằng phái một mình người này giúp hắn là đủ rồi nếu muốn ngả bài với trưởng quý dù sao trong lòng thiệu bình ba cũng không chắc chắn lo lắng sẽ gặp phải chuyện không may đang xem xét thử xem mình có nên sắp xếp thêm mấy người nữa không nhưng hộ vệ này lại nói là không cần nhiều người phức tạp không tiện một mình hắn là đã đảm bảo an toàn cho thiệu bình ba được rồi bây giờ thiệu bình ba hắn đã thấy được tên hộ vệ có lai lịch không rõ này rất cường đại, vừa ra tay, đã bắt ngay các chủ vô biên các. Hắn không chỉ nghĩ đến thực lực cường đại của hộ vệ này, càng nghĩ nhiều về giả vô quần hơn, tùy tiện có thể phái ra một vị cao thủ cường đại như vậy, chẳng phải đã nói rõ thế lực của giả vô quần rất lớn hay sao. Muốn vận ngã cửu thánh, thiệu bình ba nhịn không được nhớ đến câu nói kia của giả vô quần. Ta kinh doanh tu hành giới rất sâu, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Chỉ bằng việc không hề hoang mang, ra tay với con trai lam đạo lâm đã có thể thấy được một góc rồi suy nghĩ đến đây thiệu bình ba âm thầm hít sâu một hơi từ từ thở nhẹ ra ánh mắt rơi vào khuôn mặt của lam minh bỗng nhiên lộ ra ý cười thong dong ôm quyền cúi người chào thiệu bình ba bái kiến các chủ lam minh một thân chật vật lung lay cơ thể lại không thể nào thoát ra được không khỏi nhìn chằm chằm thiệu bình ba nghiến răng nghiến lợi nói thiệu bình ba gan chó của ngươi thật lớn dám làm bẫy hại ta ta xem ngươi hối hận thế nào lửa giận tràn đầy lồng ngực không thể nào diễn tả nổi trong thiên hạ này người dám làm hắn như vậy không nhiều nhất là bên ngoài thánh cảnh kẻ nào thấy hắn chẳng giống như cháu trai chưa từng bị khuất nhục thế này thiệu bình ba bình tĩnh thong dong nói ta không có lòng hãm hại ngài ta chỉ muốn mời các chủ đến đây để nói chuyện hợp tác hợp tác ngươi là cái thá gì cũng xứng nói chuyện hợp tác với ta lam minh cực kỳ phẫn nộ run người lên nghiêm nghị nói cho dù muốn hợp tác có loại hợp tác như ngươi sao Thiệu Bình Ba vẫn giữ vững sự nho nhã, bình tĩnh nói. Đó cũng là bất đắc dĩ, ta liên hệ với các chủ mấy lần, nhưng các chủ lại không ra gặp mặt, nên ta không thể làm gì khác ngoài đưa ra hạ sách này. Hắn giơ tay, chỉ vào hộ vệ bên cạnh, để cho các chủ biết ta có tư cách hợp tác với các chủ không. Trước kia không dám nói chuyện bình đẳng như vậy với đối phương, nhưng hôm nay hắn đã hợp tác với giả vô quần, hắn ta đồng ý cung cấp lực lượng cường đại ở tu hành giới để duy trì mình, cường đại đến mức nào, Hắn vừa tận mắt nhìn thấy, bây giờ đúng là Thiệu Bình Ba có tư cách để nói chuyện hợp tác rồi. Trên mặt mũi Lam Minh tràn đầy sự mỉa mai, "Tư cách hợp tác? Ha ha, ngươi là thứ gì?" Thiệu Bình Ba mỉm cười, "Nếu các chủ không muốn, vậy thì ta phải làm thịt ngươi rồi." Sau đó hất cằm với hộ vệ, "Ra tay đi." Vừa nói ra những lời này, Lam Minh hơi ngây người, phát hiện bàn tay đang bóp gáy hắn hơi dùng sức, lập tức hét to, "Khoan đã!" Thiệu Bình Ba Dơ lên ra tay, ý bảo khoan ra tay, hỏi. Các chủ đồng ý nói chuyện nhẹ nhàng chưa? Đối mặt với uy hiếp của cái chết, Lam Minh đã bình tĩnh lại thật, sợ chết lấn át lửa giận trong lòng, nên hắn tỉnh táo lại, tức đến nghiến răng nói. Thiệu Bình Ba, người giết ta, người cũng không chạy được. Thiệu Bình Ba nói, Lam các chủ, người không giống ta, người ở trên cao đã quen, cho rằng ta không dám động vào ngươi. Chuyện giữa ta và ngươi, có lẽ ngươi sẽ không để cho nhiều biết, mà người biết chuyện thì đã tham gia vào những chuyện không nên tham gia, tất nhiên sẽ không dám nói ra ngoài, nếu giết ngươi, tất nhiên ngươi sẽ biến mất một cách lặng lẽ, người của ngươi nhiều nhất cũng chỉ dám âm thầm tìm đến ta tính sổ thôi. Nhưng nếu những kẻ tìm đến ta cũng biết mất, những kẻ còn lại dám khua chiêng gióng trông đến tìm ta nữa sao? Tất nhiên đây chỉ là trò đùa mà thôi, hai chúng ta còn chưa đi đến tình trạng ngươi chết ta sống, mọi người hợp tác với nhau, như vậy thì đều tốt cho hai bên. Vẫn là câu nói kia, nếu như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn những chuyện ngươi làm cũng không giấu được thiên hạ này không chỉ có một nhà thiên lam thánh địa ngươi cũng thấy rồi đấy ngươi có giết ta diệt khẩu cũng vô dụng nếu ngươi cảm thấy ta đang uy hiếp ngươi cũng được hay là đang cầu xin ngươi cũng tốt có một số việc nếu đã dẫm chân vào vậy thì trên chân sẽ không sạch sẽ được nữa ai xảy ra chuyện cũng không tốt cho đối phương thật ra ta và ngươi chẳng có nhiều lựa chọn có vài việc còn cần đối phương giúp đỡ sau này cũng có lúc ngươi phải cầu xin ta nếu đã gặp mặt thẳng thắn, vậy thì không cần nói nhiều nữa, lòng người ta cũng biết rõ, trở lại chuyện chính, trước mắt có một chuyện cần ngươi giúp đỡ. chương 1976, phía trước là núi đao biển lửa hai Gia Cát Trì, đại nội tổng quản Gia Cát Trì trước đây của tiền triệu, ta cần tìm ra hắn trước phiêu miểu các một bước. Gia Cát Trì, làm mình giật nảy cả mình, tức giận nói, ngươi điên rồi sao, ngươi biết Gia Cát Trì là ai không? Rất có thể hắn là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cửu thánh âm thầm vận dụng lực lượng thiên hạ bắt hắn, đây là người mà cửu thánh cũng phải nhìn chằm chằm, ai dám tham gia vào. Ánh mắt thiệu bình ba hơi né tránh, quả nhiên là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, xem ra tin tức của giả vô quần thật linh thông, hắn không hề nói lung tung. Thiệu bình ba khoát tay áo, ra hiệu nghe hắn nói xong. Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ là muốn người chú ý động thái của thánh cảnh và gia cát trì, nếu như thánh cảnh tìm được nơi gia cát trì trốn, tất nhiên sẽ không ra tay liền. Với thực lực của Gia Cát Trì, không phải một hai người đến là có thể bắt được nếu tìm được hắn thì phải đợi cửu thánh tự mình đến mới ra tay nhân dịp này lúc mà cửu thánh còn chưa đến nơi ngươi hãy thông báo với ta một tiếng chỉ là thông báo với ta mà thôi còn những chuyện khác thì ta sẽ sắp xếp ngươi không làm việc gì nguy hiểm hết làm các chủ không cần ngươi làm ra chuyện gì khó khăn như vậy ngươi có điều gì không yên lòng nữa không làm mình kinh nghi bất định nói thiệu bình ba rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì thiệu bình ba nói Chuyện mà ta muốn làm cũng là chuyện mà ngươi muốn làm, chỉ là ngươi muốn mà không làm được mà thôi, nên bây giờ ta mới muốn hợp tác với ngươi, chúng ta cùng nhau phối hợp, ngươi có càng nhiều sự giúp đỡ, cũng có nghĩa là có nhiều lực lượng phản kháng. Phiêu miểu các bắt đầu chỉnh đốn, ép hồng vận pháp là khởi đầu với ngươi, ngươi có thể giết hồng vận pháp diệt khẩu, thì cũng chỉ mới tránh được lưỡi đao trên cổ mà thôi, ngươi dám chắc rằng lần sau mình vẫn còn tránh thoát được nữa sao. Cửu thánh đã lên lửa, nước ấm nấu ếch xanh, trong bao nhiêu người phiêu miểu các đang thấp thỏm lo âu đinh vệ đã chết thế nào đứa con trai đầu tiên của lam đạo lâm chết như thế nào cửu thánh cao cao tại thượng ai cũng là kẻ cô đơn làm gì có tình cảm sư đồ tình cha con ngươi cảm thấy mình là một ngoại lệ không ngươi có chắc chắn rằng những chuyện mà ngươi làm có thể che giấu vĩnh viễn được không trong lòng ngươi có sợ hay không thì chính ngươi tự biết cửu thánh đã nhấc lên gợn sóng gió nổi mây phun phía trước là núi đao biển lửa ngươi và ta đều không lựa chọn bơi không qua nổi thì phải chết. Ngươi hỏi ta muốn làm gì, thật ra cũng muốn hỏi chính ngươi muốn làm gì. Kỳ thật chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, cùng với việc ngồi chờ chết, luôn đau khổ dày vò, không bằng chủ động phản kích, như vậy may ra còn có hy vọng sống, tu sĩ Nguyên Anh ra các chỉ kia có tác dụng với chúng ta. Đây là lời từ đáy lòng ta, các chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Minh nhíu mày không nói, bỗng nhiên dương mắt nói. Không đúng, trước đó ngươi còn phải cầu xin ta, rõ ràng ngươi không hề có thực lực này bây giờ bỗng nhiên có dũng khí sau lưng ngươi có người thiệu bình ba nói cửu thánh ôm thiên hạ lâu như vậy ngươi ta hắn còn có rất nhiều người nữa không cam lòng muốn làm những chuyện thế này chắc chắn sẽ không đơn độc nói đi đưa tay ra hiệu hộ vệ buông ra lam minh thiệu bình ba đi ra khỏi đình ngay khi sượt qua người lam minh hắn hơi dừng bước nghiêng đầu nói nắm chặt thời gian ta chờ tin tốt từ các chủ cáo từ nói xong gật đầu với hộ vệ, sau đó không nhanh không chậm rời đi. Không phải nhiều lời thuyết phục, chuyện đã thành công, đối phương không có lựa chọn khác. Bỗng nhiên hộ vệ đánh ra một trường, đập vào sau lưng Lam Minh, giải trừ cấm chế trên người Lam Minh, sau đó quay người đi theo thiệu bình ba. Hộ vệ đột xuất một trường, đập vào Lam Minh phía sau lưng, chấn. Lam Minh lảo đảo bước lên bậc thang, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể, bỗng nhiên hắn quay người, đưa mắt nhìn thiệu bình ba đang thong rong rời đi, bươn tay lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Thuyền rời đảo, đối với Ngư ông mà nói, tất nhiên là không quan trọng nữa, đã bị hộ vệ trưng dụng. Trên một chiếc thuyền con, không cần người chèo thuyền, hộ vệ dùng pháp lực khống chế con thuyền theo gió vượt sóng, dùng tốc độ rất nhanh lái vào bờ. Thiệu Bình ba chắp tay đứng ở trên thuyền, nhìn sóng biếc lăn tăn trước mắt, cũng cảm giác được theo gió vượt sóng, trong lòng cực kỳ sung sướng, thật lâu rồi chưa có cảm giác sảng khoái như vậy. Từ sau khi liên thủ với giả vô quân, rất nhiều nỗi lo đều tan biến đi trong nháy mắt, nhược điểm không đủ của mình được lấp đầy, có thể đường đường chính chính, dùng lực lượng ép buộc các chủ vô biên các, là chuyện trước đây hắn không bao giờ dám tưởng tượng, thật là làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Trong thế sự sôi trào nhiều năm, nhất là trong những năm chạy trốn đến tấn quốc chịu dày vò, thế cục chưa bao giờ nhẹ nhàng như hôm nay. Không cần phải lo lắng giả vô quần hãm hại muội muội ở Tề Kinh, cũng không cần lo lắng giả vô quần ra tay với hắn, hơn nữa hắn còn được giả vô quần giúp đỡ, phiền phức trong tu hành giới đều có giả vô quần đến san bằng, hắn có thể tập trung tinh thần hoàn thiện bố cục của mình, chờ đợi một tương lai không thể chống lại. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn không buông xuống cảnh giác với giả vô quần. Chẳng những không thể không thả lòng cảnh giác, ngược lại phải lấy đó làm tấm gương, cũng vì hắn đã chạm đến một chút đến thực lực của giả vô quần. Đều là phàm phu tục tử, nhưng những năm này hắn cực khổ dẫy dụa, nhìn xem giả vô quần người ta thế nào, hắn lặng yên không tiếng động làm ra được tình trạng thế này đó chính là khiêm tốn không hề lộ ra chút dấu viết làm ra được những chuyện mà mình không thể làm được loại người này mới thật sự đáng sợ người này làm cho hắn có cảm giác không nắm chắc làm cho hắn còn kiêng kỵ hơn lúc đối đầu với nghiêu hữu đạo nhiều vừa ra tay đã làm cho một thiếu nữ quát tháo triều đình làm cho hắn phải dùng đá tự đập vào chân cưới thái thúc hoan nhi suýt chút nữa đã ép chết hắn bây giờ xem ra chuyện lần trước chỉ là lần thăm dò mà thôi hay nói hơn là một lần cảnh cáo từ giả vô quần nếu như ra tay thật, với thực lực của hắn, chỉ cần phất tay thôi là đã đánh hắn về nguyên hình, làm cho hắn nhà tan cửa nát ngay. Hắn còn phải đau khổ dẫy dụa trong thế tục, người ta đã muốn phân cao thấp với cửu thánh, tranh lệch trong đó có thể hiểu được rồi, đây là chuyện ngay cả nghiêu hữu đạo trước đây cũng không làm được. Hắn có chút lo lắng tương lai giả vô quần sẽ không tha cho hắn, nhưng chuyện đã đến nước này, tương lai chỉ có thể để tương lai nói. Suy nghĩ thật nhiều, lên bờ, hắn lên tỏa kỳ ngay lập tức đợi đến lúc lấy lại tinh thần đã đi với hộ vệ đến bên ngoài thiệu phủ rồi quản gia thiệu tam tỉnh chờ đợi đã lâu lập tức mở cửa nghênh đón vị bằng hữu này nếu không ngại thì mời vào thiệu phủ ở để cho thiệu mỗ tận tình chủ nhà hữu nghị thiệu bình ba nhiệt tình mời muốn tìm cơ hội dò xét người này nhưng trước khi hộ vệ đến đây đã được người sau lưng phân phó vị này không phải là người bình thường ở đây tuyệt đối không được lơ là cảnh giác phải cẩn thận nếu không sẽ bị đối phương tìm ra thân phận ngay cộng thêm nguyên nhân từ mình hắn không thể ở lại đây được lắc đầu ngay cả nói một câu cũng không nói chỉ hộ tống người xong nhiệm vụ này đã hoàn thành hắn đẩy tỏa kỷ ra rời đi thiệu bình ba đứng ở cửa ra vào nhìn đối phương biến mất thở dài quay người đi vào sau khi vào thì nhanh chóng đóng cửa lại thiệu tam tỉnh quay người đuổi kịp hắn nhỏ giọng hỏi đại công tử chuyện như thế nào rồi thiệu bình ba hơi gật đầu điều này nói lên rằng mọi chuyện rất thuận lợi thiệu tam tỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm được biết trượng phu từ bên ngoài quay về, Thái Thúc Hoan Nhi còn trẻ tuổi nhưng lại ăn mặc như phụ nữ có chồng lâu năm bước nhanh vào. Trường 1977, chắc chắn hắn phải mượn gió bẻ măng. Hai vợ chồng chạm mặt, nhìn nhau cười một tiếng, Thái Thúc Hoan Nhi hỏi. Mệt không, chàng không nên gắng sức quá. Chuyện trường phu hộp máu, đã được tu sĩ dặn dò từ trước. Thiệu Bình ba cầm tay nàng, lắc đầu nói. Không mệt, ta còn có công vụ phải xử lý, lát nữa sẽ tìm nàng ừm thái thúc hoan nhi ôn nhu khéo léo gật đầu buông tay tránh ra thiệu bình ba cười cười bước đi thiệu tam tỉnh đi theo phía sau hơi khom người với phu nhân cũng đi theo sau thiệu bình ba trực tiếp vào thư phòng ngồi ngay ngắn sau án nhắm mắt như nghỉ ngơi thiệu tam tỉnh đang châm trà thì hành động nhẹ hơn biết dáng vẻ này của thiệu bình ba tức là đang tự hỏi chuyện quan trọng nào đó sau một lúc lâu thiệu bình ba lại mở mắt đứng dậy đứng sau án chắp tay trầm ngâm trong thư phòng trong miệng còn thì thầm một câu Tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ Nguyên Anh, bỗng nhiên hắn đấm một cái lên tường, lúc này Thiệu Tam Tỉnh mới bước lên hỏi, "Đại công tử sao vậy?" Thiệu Bình ba nghiêng đầu, nói nhỏ, "Tu sĩ Nguyên Anh, gần ngay trước mắt, một cơ hội tốt như vậy, dễ như trở bàn tay, sao có thể không lấy?" Thiệu Tam Tỉnh nghe vậy thì kinh hãi, cũng nói nhỏ, "Đại công tử, đó cũng là điều mà tên họ Giả phí hết tâm tư muốn có." Thiệu Bình ba nói nhỏ, "Hắn tìm ta, là vì nhìn chúng đường dây giữa ta và trưởng quý trong tay chúng ta có, bọn chúng không có, đường dây này ở trên tay chúng ta, nói cách khác, quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Giả Cát chỉ không hề biết chuyện này, nên lúc đối mặt với lưới lớn mà Cửu Thánh bày ra, đại nạn lâm đầu, ai có thể giúp hắn thoát thân, chắc chắn sẽ đi theo người đó, chỉ cần chúng ta bí mật sắp xếp, sai này trên tay chúng ta sẽ có một trở thủ đắc lực. Đây chính là cơ hội nắm một tu sĩ nguyên anh trong tay, cơ hội tốt như vậy, dễ như trở bàn tay, thịt mỡ ngon như thế, sao có thể để cho đối phương táp trước? thiệu tam tỉnh hãi hùng khiếp phía đại công tử hai bên vừa mới liên minh ngài đã trở tay hố bọn họ làm như vậy có ổn không khóe miệng thiệu bình ba nở một nụ cười quỷ quyệt ngươi nói sai rồi ta đã suy nghĩ thật kỹ nếu như là liên minh người ở trên tay chúng ta cũng chẳng phải giống nhau sao nếu thật sự phải đưa người đến trên tay bọn họ mà chúng ta chẳng được gì làm gì có chuyện đó được giả vô quần đã lộ mặt thật ra bây giờ chúng ta đều nắm nhược điểm của đối phương trong tay hắn chỉ có thể chấp nhận chẳng lẽ lại vì chuyện này mà trở mặt liều mình cá chết lưới rách với chúng ta sao? Nghe hắn nói kiểu này, đúng là rất có lý, thiệu tam tỉnh khẽ vuốt cằm hỏi. Đại công tử có nói với trưởng quý không? Thiệu bình ba xua tay, nói, lúc đó còn có người của giả vô quần ở đây, sao ta có thể nói ra suy nghĩ đó? Bây giờ đi liên lạc cũng không muộn, ừm, thiệu tam tỉnh hiểu rõ. Sau khi hộ vệ ra khỏi thành, liên tục dùng roi thúc ngựa rời đi, lúc chạy đến vùng núi, hắn nhìn xung quanh bốn phía, Thấy không có người thì bay thẳng vào núi sâu, thả ngựa chạy tự do, ai nhặt được thì của người đó. Trốn vào núi sâu, vừa tìm được một nơi bí ẩn, hắn tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt, rõ ràng là trưởng môn yến thục thiên của Linh Tông. Mặt nạ trên tay bị bóp nát, hắn lại nhanh chóng lột áo khoác ra, thi pháp đánh nát áo, sửa sang lại y phục trên người, trên mặt nở một nụ cười khổ. Đường đường là trưởng môn Linh Tông lại phải lén lút làm việc này, trước kia lúc Tu Vi còn chưa đột phá Nguyên Anh Kỳ, hắn cũng chẳng cần đi làm hộ vệ cho kẻ khác, nên lúc này có vài phần bất đắc dĩ. Nhưng khi hắn nhận được thư của Ngưu Hữu Đạo, mọi người đều ngồi trên một con thuyền, chỉ có thể đi đến đây một chuyến. Không còn cách khác, Ngưu Hữu Đạo nói chuyện này rất quan trọng, mà lý do gọi hắn là vì hắn ở gần Tấn Quốc, hắn có thể nói gì nữa. Còn tình huống cụ thể thế nào, hắn cũng không biết, người hiểu rõ mọi chuyện sợ rằng chỉ có Ngưu Hữu Đạo, sắp xếp mọi người thành hàng, Ngưu Hữu Đạo đứng ở trung tâm cân đối tất cả mọi người, vì vậy hắn chỉ có thể phối hợp làm việc. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là một loại bảo vệ cho tất cả mọi người, ở giữa, càng có ít người biết mình là cao thủ nguyên anh kỳ càng tốt. Người nào sử dụng vô lượng quả, bây giờ chỉ có thể ôm một nhóm với nhau, đã duỗi tay muốn chỗ tốt, thì phải gánh chịu hậu quả. Sau khi khôi phục lại hình dáng ban đầu, Yên Trục Thanh bay vào trong núi sâu, tiếp tục chạy lên chạy xuống, giả vờ như mình còn chưa đột phá nguyên anh kỳ. Cuối cùng, hắn đến nơi đã hẹn trước với đệ tử, hai người nhảy lên phi cầm tòa kỵ nhanh chóng bay lên không trung trong mật thất mao lư sơn trang nghiêu hữu đạo đang nghiêng người chợp mắt trên giường bóng người vân cơ xuất hiện nàng đi vào trong mật thất thấy dáng vẻ này của hắn biết là hắn đang nghĩ ngợi gì đó cũng biết loại người như nghiêu hữu đạo thích suy nghĩ cả ngày biết đối phương rất am hiểu môn này nàng cầm mật thư quơ quơ trước mặt hắn nói có thư trả lời đã ổn hết nghe được tin tốt nghiêu hữu đạo mở mắt thong dong vươn tay nhận lá thư một tay khác chống chán cứ nằm nghiêng như vậy xem thư. Xem xong nội dung trên lá thư, hắn mỉm cười nói, quả đúng là Lam Minh, Thiệu Bình ba này đúng là một nhân tài, biết hắn tự mình ra tay thì chắc chắn sẽ ổn, đúng là không ngoài suy đoán mà. Thư do Yến Trục Thiên gửi đến, sau khi hai bên gặp mặt thế nào, nội dung cuộc nói chuyện ra sao, trong thư nói ra rất rõ ràng, biết rõ toàn bộ quá trình, thấy không có vấn đề gì. Vân Cơ thổn thức một tiếng, không ngờ rằng Lam Minh luôn không lộ tung tích lại giấu thân phận ra gặp thiệu bình ba hắn không ngờ rằng thân phận của mình đã bị thiệu bình ba biết từ trước thiệu bình ba này đúng thật là không tầm thường bên này xem rằng ngay từ đầu thiệu bình ba đã biết người phiêu miểu cắt sau lưng là ai nhưng không ngờ tình hình lại khác nghiêu hữu đạo cười ha ha nói chuyện này cũng hợp tình hợp lý mặt hàng như lam minh cũng muốn đi lại với thiệu bình ba hắn giấu được thiệu bình ba mới là lạ đấy vân cơ nói tiếp theo ngươi muốn làm gì nghiêu hữu đạo nói nên làm gì thì làm cái đó cứ chờ bình ba biểu diễn đi. Vân cơ không hiểu, hỏi lại, biểu diễn cái gì, như hữu đạo cười ha ha một tiếng, người lộn nhào một vòng, đứng lên, mỉm cười nói. Thiệu bình ba là ai? Ta hiểu rất rõ, sao hắn cam tâm tình nguyện bị người khác khống chế được, ta không tin hắn sẽ buông tha cơ hội này, người chờ mà xem, chắc chắn hắn sẽ mượn gió bẻ mặt, không bỏ qua cơ hội nắm giữ một cao thủ nguyên anh kỳ đâu. Vân cơ hơi kinh ngạc, người nói là hắn sẽ nhân cơ hội này thu ra các chỉ về tay. Nghiêu hữu đạo đi đến trước án tọa, ngồi xuống nói. Nếu không phải vậy thì thế nào? Vân cơ nghi ngờ, cũng đi đến, nói. Nếu ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cố ý thả cho hắn và di ti? Nghiêu hữu đạo nói, ta cố ý cho hắn. Ngươi đừng nói giỡn, xử lý chuyện của Gia Cát Trì, phải dùng người một nhà mới đáng tin được, sao ta để cho hắn thành công được chứ? Vân cơ càng không hiểu, vậy vì sao ngươi để cho Thiệu Bình Ba và Lam Minh nhúng tay vào? Nghiêu hữu đạo từ từ dựa vào thành ghế, hít mắt nói. Ta nói rồi, người một nhà mới đáng tin, nhưng nếu người mình ra mặt xử lý chuyện này thì quá nguy hiểm. Người một nhà thì phải bảo vệ thật tốt, chuyện xảy ra, dù sao cũng phải có người đứng ra cho cửu thánh chú ý, không thể để bọn họ điều tra lên đầu chúng ta được. Có người chịu tội thay, người của chúng ta mới có thể thoải mái làm việc được, cũng có xác suất thành công cao hơn.